Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2426, Trung Kiếm Nhận Chủ 2. Trước đó mặc dù mọi người phối hợp không tệ, nhưng vẫn còn có rất nhiều bằng mặt không bằng lòng, hiện tại cùng chung mối thù, lực công kích càng thêm cường đại. Từng đạo chân khí hội tụ thành một, bao phủ phạm vi vài trăm mét ở bên trong, không khí bốn phía giống như bùn nhão đặc dính, đừng nói tu luyện giả, xem như vũ khí tiến vào bên trong cũng nửa bước khó đi. Răng rác, răng rác, khí lực hùng hồn nghiền ép đến, thân ở trung tâm, giống như lâm vào hạch tâm gió lốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. A, à, ánh mắt Trương Huyền híp lại. Mình hạ thủ lưu tình, bọn họ không những không biết rõ tình hình, còn càng thêm điên cuồng, để hắn không vui. Người tham lam, quả nhiên là không có cách nào lý giải. Xem ra coi như truyền thụ linh hư tam kiếm ra ngoài, đám người cũng khẳng định không tin, sẽ cảm thấy mình giấu nghề. Đã như vậy, liền để bọn họ cảm thấy sợ hãi đi. Trương Huyền không nói nhảm, tiến về phía trước một bước, bàn chân đạp mạnh, lần nữa phóng vào trong đám người. Toàn lực vận chuyển lực lượng, không gian bốn phía như không có bất kỳ tác dụng gì với hắn, cả người như huyễn ảnh, bàn tay lăng không chảo một cái, một thiên tài liền rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ, người này bay ngược ra, một viên ngọc phù rơi vào lòng bàn tay. Đánh bại đối phương xong, lần nữa bay về phía người khác. Đám người liên thủ, dù uy lực rất lớn, nhưng ở dưới minh lý chi nhãn chiếu rọi, đâu đâu cũng có thiếu hụt, không đáng nhìn nhiều. Phanh 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 phanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền như lão hổ đi vào bầy dê, dù dê rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, không có một con nào có khả năng kiên trì một cái hô hấp. Ngọc phù của ta cũng bị cướp. Hắn không chỉ kích thương chúng ta. Còn cướp ngọc phù, mọi người cẩn thận. Thời gian không dài, đám người đều té ngã trên đất, từng cái giống to. Trương Huyền có khả năng đoán ra, giấu ngọc phù đi cũng là một loại khảo nghiệm, những người khác tự nhiên cũng rõ ràng, toàn bộ mang ở trên người, kết quả. Làm sao cũng không nghĩ đến, vừa thấy mặt liền bị cướp đi. Toàn lực liên thủ, ở trước mặt đối phương, vậy mà một chiêu cũng không kiên trì nổi. Tên này đến cùng tu luyện như thế nào? Biểu lộ của đám người Tôn Càn giống như gặp quỷ. Các ngươi muốn đào thải ta đào thải các ngươi, không tính phá hư quy củ a. Không để ý tới đám người khiếp sợ, bàn tay Trương Huyền dương lên, hơn 20 ngọc phù lơ lửng ở trước mặt. Ngươi dám? Đám người cuống cuồng. Ngọc phù đại biểu thân phận, một khi bị hủy, liền đại biểu không cách nào thông qua khảo hạch, bọn họ vốn liên thủ, muốn trong nháy mắt đào thải Trương Huyền ra khỏi cục, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đối phương chẳng có chuyện gì, ngược lại bọn họ lâm vào nguy hiểm. Không có gì dám hay không cả. Trương Huyền lười nói nhãm, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm giòn vang liên tiếp, hơn 20 ngọc phù đồng thời vỡ thành bột phấn, rơi trên mặt đất. A hát, mọi người cứng ngắc tại chỗ, tất cả đều sững sờ. Chạy tới đào thải đối phương, không nghĩ tới bị đối phương tùy tiện đào thải. Cái tên này cũng quá biến thái đi. Nguy rồi, chúng ta đều bị đào thải. Chẳng phải chứng minh, chỉ có một mình hắn thông qua được khảo hạch. Tôn Càn nói không ra lời. Tham dự thi vòng 2 hết thảy có 33 người, chỉ cần đào thải 13 người là được, cùng một chỗ tiến công đối phương, người ta đánh giám không có, nhóm người mình đều bị đào thải. Chẳng phải nói, trải qua thi vòng 2, chỉ có Trương Huyền thông qua. Thật muốn như vậy, cũng quá hố người đi. Triệu Hưng Mặc Triệu Sư có thể trực tiếp khóc chết hay không? Ô ô ô, đang cảm giác khó tin, không biết làm thế nào cho phải, liền nghe tiếng rít liên tiếp vang lên, ngay sau đó liền thấy hơn 100 chuôi trường kiếm thánh khí trung phẩm bay tới, bao bọc vây quanh Trương Huyền. Đây là, kiếm ý trong kiếm chỉ bị thu hút mà lưu lại thần binh lợi khí. Một vị danh sư hiểu rõ tình hình, con người co rụt lại. Kiếm chỉ, hàng năm đều có thể thu hút vô số kiếm tu đến đây. Những người này hầu như đều có vũ khí, đều có trường kiếm. Nương theo tử vong, trường kiếm bình thường đều sẽ bị kiếm ý nơi này thu hút, từ đó lưu lại. Nguyên nhân chính là như vậy, tu luyện giả của Tiềm Xung Đế Quốc một phần là tới học tập kiếm pháp, cũng có một chút là muốn tìm vận may, nhặt một chút vũ khí lợi hại, tăng cường thực lực. Những trường kiếm này, có khả năng thôn phệ kiếm ý, rất chán ghét người ngoại lai, nguyên nhân chính là như vậy, không ít người sẽ bị đánh lén. Ha ha. Vây quanh Trương Huyền, hắn xui xẻo. Hiểu được, vị danh sư này cất tiếng cười to.
đào thải chúng ta lại như thế nào? Bây giờ bị nhiều trường kiếm thánh vực trung phẩm vây quanh như vậy, coi như thực lực mạnh hơn, khẳng định cũng không chống lại được. Hắn cũng đào thải, cùng lắm thì mọi người rớt chung a. Con mắt tỏa ánh sáng, Tôn Càn cũng cắn răng gào thét. Bất quá, tiếng giống còn không có kết thúc, liền thấy trường kiếm đầy trời đột nhiên đồng loạt quỳ xuống đất, từng cái mang theo thành kính. Bái kiến chủ nhân. Hơn 100 thanh trường kiếm đồng thời hô lên, thanh âm vang tận mây xanh. Chủ nhân. Những binh khí này đều nhận chủ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt phát điên. Chương 2427, thành tích không tính 1. Nhận chủ. Không chỉ mọi người không hiểu, Trương Huyền cũng sững sờ ngay tại chỗ, một lát sau mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Kiếm ý đầy trời đều là linh hư kiếm thả ra, những trường kiếm này đạt được chỗ tốt, sớm đã nghe theo hiệu lệnh. Hiện tại linh hư kiếm thành công nhận chủ, mình càng lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, tất cả vũ khí đã công nhận mình, nhận chủ thành công. Cộng thêm khinh ngữ kiếm của Kỷ Linh Phong, vừa vặn 108 chuôi. Phù hợp yêu cầu kiếm trận. Khó trách linh hư kiếm sẽ đáp ứng yêu cầu của Kỷ Linh Chân, ra tay với ta. Trương Huyền thầm nghĩ, trường kiếm thánh khí trung phẩm ở chung quanh, tính gộp lại 107 thanh, phối hợp linh hư kiếm, vừa vặn có khả năng sắp đặt thành kiếm trận, phát huy ra uy lực cực mạnh. Sau khi kiếm lão nhân sáng chế kiếm pháp, chẳng lẽ một mực không có gom đủ kiếm trận? Lúc này mới bị người chém giết. Một ý nghĩ từ trong óc xông ra. Linh hư tam kiếm, cần rất nhiều vũ khí phối hợp. Sẽ không phải đến trước khi chết kiếm lão nhân cũng không có gom góp đủ, lúc này mới bị người vây công, dẫn đến vẫn lạc chứ. Nếu không, lấy thực lực của hắn, muốn chém giết chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Biết những việc này đã không có cách nào cân nhắc, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa, bàn tay lớn vồ một cái, thu trường kiếm đầy trời vào nhẫn, mới vừa làm xong những chuyện này, liền nghe trên không có tiếng hạc ré sắc nhọn, một tiên hạc to lớn bay tới. Triệu Hưng mặc cùng Nhạc Đường chủ đứng ở trên lưng hạc, nhìn đám người tham gia khảo hạch nằm trên đất, giống như cha mẹ chết. Trương Huyền dùng Thiên Nghĩ Phong mẫu khống chế Thiên Nghĩ Phong, để bọn hắn không biết bên này chuyện gì xảy ra, nhưng thời gian dài vẫn phát hiện có cái gì không đúng, trên đường chạy tới, cảm nhận được tất cả ngọc phù vỡ vụn, suýt chút nữa từ trên lưng hạc rơi xuống. Quy định 3 ngày lựa chọn kết quả, lúc này mới nửa ngày, liền toàn quân bị diệt. Có cần khoa trương như vậy hay không? Tiên hạc rơi trên mặt đất, rất nhanh rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Trương Huyền, con mắt của Triệu Hưng mặc đỏ bừng, sắp khóc rồi. Sớm biết tên này ưa thích kiếm chuyện, nhưng không nghĩ tới sẽ xử lý như vậy a hát. Một người diệt tất cả người tham gia khảo hạch, cái vòng hai này tính thế nào a? Cũng không thể vất vả lâu như vậy, tìm người khắp nơi, cuối cùng chỉ có người thông qua a. Thật muốn như vậy, không nói Thánh Tử Điện có đáp ứng hay không, Bát Đại Phong Hào Đế Quốc. Cùng tất cả thánh nhân quý tộc sẽ phát điên người có biết không? Triệu sư, pháp không trách chúng, nhiều người thất bại như vậy, ta cảm thấy không phù hợp quy củ, cái vòng hai này tồn tại sơ hở, không bằng lập quy tắc lần nữa, lại tỉ thí một trận. Như vậy mới có thể thể hiện công bằng. Nhạc Đường chủ nhìn Trương Huyền một cái, lông mày nhảy loạn, vội vàng ôm quyền nói. Không sai, ta cũng cảm thấy cần tỉ thí lần nữa. Ta đồng ý. Ánh mắt đám người Tôn Càn sáng lên. Vội vàng mở miệng. Không tỉ thí lần nữa mà nói, bọn họ toàn quân bị diệt, đương nhiên sẽ không bằng lòng. Cái này, Triệu Hưng mặc do dự. Chỉ một người trở về báo cáo kết quả, khẳng định là không được, nhưng quy củ đã ra, lúc này sửa đổi, lực công tín sẽ bị khiêu chiến rất lớn. Thi vòng hai lần nữa, lần sau không có thông qua, vẫn không cam tâm, yêu cầu tiếp tục thi, vậy nên làm gì? Cũng không thể một mực như vậy. Chuyện này ta cần bẩm báo Thánh Tử Điện, do các trưởng lão phán quyết. Triệu Hưng mặc suy tư một lát, nói. Xuất hiện loại tình huống này, đã vượt ra khỏi phạm trù năng lực của hắn, vẫn là báo tin tức lên cho thỏa đáng. Rõ. Thấy hắn nói như vậy, đám người không dám nhiều nói. Trương Sư, người đã đạt được bảo vật của kiếm trì, hy vọng có thể trả lại Tiềm Xung đế quốc ta, ta đại biểu Tiềm Xung danh sư đường, cùng tất cả danh sư cảm kích khôn cùng. Nhạc Đường chủ quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa nói. Vừa rồi đám người giải thích vì sao bị đào thải, cũng nói sự tình bảo vật xuất hiện một lần. Trả lại, Trương Huyền giống như nhìn đồ đần nhìn qua. Kiếm chỉ đứng sừng sững Tiềm Xung đế quốc vạn năm, cũng không có người đạt được, nói rõ thứ này không có duyên với các ngươi, ta đã có duyên, dựa vào cái gì chắp tay nhường cho.
Lời này liền không đúng, kiếm chỉ là di tích của Tiềm Xung đế quốc ta, khích lệ vô số danh sư anh dũng hướng về phía trước, thuộc về trụ cột tinh thần cùng đồ đằng của toàn bộ đế quốc. Ngươi không phải người của Tiềm Xung đế quốc, đạt được truyền thừa, tự nhiên phải trả lại, cũng không thể trực tiếp cầm rời khỏi, phá hư tín ngưỡng của một đế quốc, để nó rối loạn a. Nhạc Đường chủ cười nói. Hắn nói không nặng, hơn nữa còn tươi cười, nhưng trong lời nói lại mang theo đại thế để cho người ta không thể không khuất phục. Ý tứ rất rõ ràng, truyền thừa trong kiếm chỉ là của Tiềm Xung đế quốc chúng ta, ngươi không phải người của đế quốc, đừng mơ tưởng lấy đi. Thật muốn không trả, đế quốc xuất hiện náo động, liền là tội lỗi của ngươi. Chắc hẳn tổng bộ cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình này. Nói nhu hòa, lại mang theo uy hiếp mạnh mẽ. Trương Huyền vô cùng thông minh, lập tức nghe được ý vị của hắn nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là trụ cột tinh thần cùng đồ đằng, tồn tại ở Tiềm Xung đế quốc trên vạn năm, vì cái gì không có người đạt được? Có bảo vật mà không cần, không cách nào tạo phúc hậu nhân, để cho thực lực của người ta tăng lên, danh sư đường các ngươi cũng quá vô dụng đi. Ây! Khóe miệng Nhạc Đường chủ giật một cái, kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Mình vô năng thu hoạch được truyền thừa, lại muốn bắt chẹt ta. Đây là quy củ của Tiềm Xung danh sư đường. Xem ra ta phải lên báo tổng bộ, để bọn hắn tra rõ một chút. Trương Huyền tiếp tục nói. Cái này, Trương Sư không muốn trả lại truyền thừa cũng được, ta chỉ là lo lắng, làm như vậy sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi, thật không có ý tứ gì khác. Biết mình không chiếm lý, Nhạc Đường chủ đành phải nói sang chuyện khác. Ảnh hưởng thanh danh, thế thì không lo, vừa vặn, ta có chuyện muốn báo lên tổng bộ, để liên minh làm chủ cho ta. Trương Huyền nói, không biết là chuyện gì. Nhạc Đường chủ nheo mắt. Đi vào kiếm chỉ thi vòng 2, là quy củ triệu sư quyết định, tất cả người tham gia khảo hạch đều không biết, nhưng ta lại ở nơi này, bị mai phục đánh lén, ta hoài nghi có người trước thời hạn biết tin tức, tiết lộ ra ngoài, ý đồ mưu hại ta, cho nên hy vọng liên minh tra rõ. Trương Huyền khoát tay áo. Chương 2428, thành tích không tính 2. Đám người Kỳ Linh Phong mai phục ở nơi này, hiển nhiên là biết mình sẽ đến thi vòng 2, muốn nói không có người dò gì tin tức, hắn tuyệt không tin tưởng. Hôm qua mới đánh vị Nhạc Đường chủ này một trận, đối phương lại có cơ hội trước thời hạn biết tin tức. Thật nghĩ không ra, ngoại trừ hắn, còn có ai làm ra việc này. Cái này, Trương Sư không những không bị tổn thương, ngược lại đạt được truyền thừa, cũng coi như trong họa được phúc, ta nhìn không bằng bỏ qua đi. Sự tình ở địa phương nháo đến liên minh, ảnh hưởng cũng không tốt. Sắc mặt Nhạc Đường chủ trắng nhợt nói. Ta sẽ báo truyền thừa của kiếm lão nhân lên tổng bộ, sau đó kỹ càng báo cáo chuyện phát sinh ở 2 ngày này, cụ thể kiểm tra như thế nào, phân bộ liên minh lại xử quyết ra sao, liền không do ta quyết định. Đánh gãy đối phương, Trương Huyền nói. Nếu không phải thực lực của mình mạnh, hiện tại khẳng định sớm đã bị Kỳ Linh Phong giết, thân là danh sư đường đường chủ, không bảo vệ danh sư. Lại cấu kết ngoại nhân, đánh lén trưởng lão liên minh, chỉ tội danh này, coi như Nhạc Đường chủ không chết, cũng gần như triệt để phế bỏ. Đương nhiên, cụ thể phán quyết như thế nào, hắn cũng lười quản. Ta, vẻ mặt Nhạc Đường chủ trắng bệch, thân thể nhoáng một cái, bại liệt ở trên mặt đất. Trương sư khảo hạch ở đây, quả thực là hắn tiết lộ tin tức, không truy tra mà nói, không có gì. Một khi tra, tuyệt đối chạy không thoát. Sự tình này đã coi như mưu hại danh sư. Trương sư, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe hai người đối thoại, Triệu Hưng Mặc nhìn ra không đúng, nhịn không được hỏi. Đây là sự tình từ đầu đến cuối sau khi ta đi vào kiếm trì, Triệu sư có thể nhìn một chút. Bàn tay lắc một cái, Trương Huyền đưa tới một ngọc bài. Triệu Hưng Mặc cúi đầu nhìn xem, vẻ mặt trở nên tái mét. Ở kiếm trì thi vòng 2, là hắn xác định ra, tin tức bí mật như vậy. Trương sư lại bị đánh lén. Một khi cha rõ ràng, hắn cũng trốn không thoát liên quan, làm sao không giận. Nhạc Nhất Toàn, người rất tốt, chuyện này ta sẽ lấy danh nghĩa Thánh Tử Điện báo lên tổng bộ, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Triệu Hưng Mặc hất ống tay áo, quát lạnh một tiếng. Triệu sư, Nhạc Nhất Toàn mặt xám như cho. Thánh Tử Điện là địa phương bồi dưỡng danh sư lớn nhất dưới danh sư đường, địa vị cao hơn liên minh danh sư đường. Lấy tư cách danh sư của Thánh Tử Điện báo lên, tổng bộ tất nhiên sẽ nhúng tay vào, thẩm tra kỹ càng. Có thể nói, hắn tuyệt đối không có cách nào trốn thoát. Vốn chỉ muốn thay em vợ dạy bảo tiểu gia hỏa từ Thanh Nguyên đế quốc tới một chút, để hắn biết chuẩn danh sư bát tinh không thể tùy tiện sỉ nhục.
Nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương không có chuyện gì, mình lại chọc đại phiền toái. Tiền đồ, địa vị, thanh danh. Chỉ sợ sẽ quét sạch sành xanh, từ danh sư đường đường chủ của phong hào đế quốc, biến thành tù phạm. Sớm biết sẽ không làm như vậy. Trong lòng Nhạc Nhất Toàn cực kỳ hối hận. Đi thôi. Không thèm để ý vị đường chủ hối hận này nữa, Trương Huyền theo sát sau lưng đám người Triệu Hưng Mặc, bay ra phía ngoài. Lần nữa trở lại danh sư đường. Trương sư, là ta vô năng, phụ lòng ngươi kỳ vọng. Thấy hắn đi tới, Trương Cửu Tiêu tiến lên đón, vẻ mặt chán nản. Trương sư vì để cho hắn đi vào thánh tử điện, hao tốn không ít tâm huyết, mà hắn lại thành người thứ nhất bị đào thải, quá xấu hổ. Ngươi gặp cái gì, vì sao vừa đến liền bị đào thải? Trương Huyền khó hiểu. Ta, vẻ mặt Trương Cửu Tiêu đỏ lên. Ta bị một thanh kiếm đánh lén. Giống như trước đó đoán, Trương Cửu Tiêu vừa tới không lâu, liền bị một chuôi thánh khí trung phẩm đỉnh phong đánh lén. Chuôi kiếm này thực lực vượt xa hắn, còn đánh lén, liền dễ dàng đào thải hắn. Hẳn là khinh ngữ kiếm của Kỳ Linh Phong. Hỏi rõ ràng bộ dáng trường kiếm, Trương Huyền lắc đầu. Đối phương đã tới đánh lén mình, tự nhiên điều tra rõ ràng, lo lắng Trương Cửu Tiêu giúp đỡ, trước thời hạn liền đào thải hắn đi. Ta phụ lòng Trương sư hậu ái. Không biết nguyên do, Trương Cửu Tiêu chán nản, đang nghĩ ngợi làm sao báo đáp ân tình của người trước mắt, liền nghe Triệu Hưng Mặc ở cách đó không xa nói. Lần thi vòng 2 này xuất hiện biến cố, thành tích không tính, tất cả mọi người cùng ta về Thánh Tử Điện, tham gia tuyển chọn cuối cùng. Thành tích không tính. Trương Cửu Tiêu sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Trương sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, không phải nói cần 3 ngày sao? Sao các ngươi trở lại nhanh như vậy? Sau khi hắn bị đào thải, liền trực tiếp rời khỏi, nên không biết rõ tình hình chuyện phát sinh phía sau. Bọn họ động thủ với ta, ta không cẩn thận, đào thải tất cả mọi người. Trương Huyền nói. Đào thải tất cả mọi người. Trương Cửu Tiêu ngây người tại chỗ. Chương 2429, Nhược Hy, ta đến rồi. 1. Gió táp gào thét, thánh thú phi hành ở trên trời, tốc độ quá nhanh, vạch ra một đạo sóng khí trắng tinh. Trương Huyền ngồi ở trong phòng trên lưng thú, nhìn về phía thanh niên trước mắt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thành tích thi vòng 2 không tính, đám người liền ở dưới Triệu Hưng Mặc dẫn đầu, bay về phía Thánh Tử Điện. Một đường vô sự, hắn truyền cho Trương Cửu Tiêu Linh Hư Tam Kiếm cùng Lý Giải Kiếm Đạo. Không hổ là thiên tài Trương gia, năng lực học tập kinh người, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Lý Giải Kiếm Đạo liền đạt đến nửa bước chân giải, dù so với hắn còn kém rất lớn, nhưng thi triển kiếm pháp, trong những người đến đây tham gia khảo hạch đã không người có thể địch. Không chỉ như vậy, Tu Vi cũng thuận lợi đột phá nguyên thần cảnh đỉnh phong, loại thực lực này, phối hợp thêm kiếm ý, coi như liều với đám người Tôn Càn, Mã Minh Hải cũng không hề yếu. Nếu như nói, trước kia Trương Cửu Tiêu miễn cưỡng có thể thông qua Thánh Tử Điện khảo hạch, như vậy bây giờ, trong tất cả thiên tài, tuyệt đối có thể xếp top 5. Sau khi thực lực một người đạt tới cực hạn nhất định, tiến bộ sẽ càng ngày càng chậm, thật giống như chạy 100m, từ 13 giây, tiến bộ đến 12 giây rất dễ dàng, nhưng từ 12 giây đến 11 giây, độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trương Cửu Tiêu là loại tình huống này, thiên phú của hắn vốn không tệ, có phương pháp tu luyện thuộc về mình, tiến bộ một chút cũng rất khó, để hắn trong nửa tháng có đột phá to lớn như vậy, truyền đi tuyệt đối có thể dọa rất nhiều người. Có thể nói là quỷ phủ thần công, danh sư cửu tinh mới có thủ đoạn như vậy. Hành giả vô cương, rốt cục đạt tới nhị trọng. Chỉ điểm Trương Cửu Tiêu, Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, thời gian nửa tháng, thân pháp cùng diễn không thiên thư dung hợp lại, rốt cục tạo thành thiên đạo công pháp hành giả vô cương nhị trọng, cũng thuận lợi học được. Chỉ là ở trên lưng thú, không cách nào thí nghiệm, cũng không biết chiêu này công hiệu cụ thể như thế nào. Không chỉ hành giả vô cương đạt tới nhị trọng, tu vi nguyên thần cảnh đỉnh phong cũng triệt để củng cố, nguyên thần trong cơ thể tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra, xung kích nửa bước xuất khiếu. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là kiếm pháp. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, kết hợp kiếm chiêu trong Linh Hư Tam Kiếm, để hắn lĩnh ngộ kiếm vượt xa những binh khí khác, không nói Linh Hư Kiếm, coi như Băng Vũ Kiếm ở trong tay hắn, cũng có thể phát huy ra uy lực vượt qua người thường. Trước kia nhiều nhất chiến ngang tay với lĩnh vực cảnh sơ kỳ, hiện tại chỉ cần dùng kiếm, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép. Hiện tại trọng yếu nhất là, sưu tập càng nhiều kiếm pháp, bổ sung thiếu hụt trong Linh Hư Tam Kiếm. Một khi hình thành thiên đạo công pháp, sức chiến đấu tất nhiên sẽ bạo tăng lần nữa. Than thở một tiếng, đứng dậy.
Uy lực của linh hư tam kiếm quả thực cường đại đến đáng sợ, nhưng thiếu hụt quá nhiều, đối với loại người chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn mà nói, thực sự luyện không nổi. Xem ra chỉ có thể tiến vào thánh tử điện, tìm kiếm càng nhiều bí tịch, để nó hình thành thiên đạo công pháp, lại cẩn thận học tập. Trên đường đi hắn cùng Trương Cửu Tiêu không ngừng tu luyện, mấy người Mã Minh Hải, Tôn Cản cũng không nhàn rỗi, dường như nhận lấy đả kích, tu luyện càng thêm khắc khổ. Mặc dù thực lực của bọn hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng khí thế cùng tâm tính lại rõ ràng lăng lệ hơn không ít. Ngọc không mài không sáng, những người này, đều là thiên tài một phương thế lực, bị Trương Sư đả kích, biết chênh lệch, đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Nhìn một màn này ở trong mắt, Triệu Hưng Mặc thỏa mãn gật đầu. Có thể được hắn tuyển chọn, hầu như đều là nhân vật thiên tài nhất của một phương thế lực, vô cùng kiêu ngạo, bị Trương Huyền đả kích, tâm lý không phục, nửa tháng qua, tất cả đều cắn răng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua, rửa sạch nhục nhã. Triệu sư, khảo hạch cuối cùng của Thánh Tử Điện là gì? Sẽ không phải là chiến đấu chứ? Trong lòng đang cảm khái, một vị danh sư hỏi. Quay đầu nhìn lại, chính là Tôn Càn. Nghe nói như thế, những người khác cũng đình chỉ tu luyện, tò mò nhìn qua. Đã sắp tới Thánh Tử Điện, bọn họ cũng tràn ngập tò mò với khảo hạch cuối cùng. Cái khảo hạch này, khó hơn hai lần trước nhiều, cũng không phải chỉ là chiến đấu đơn giản. Triệu Hưng Mặc trần chờ một chút, nói. Mà là đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp. Đám người nghi ngờ. Thánh Tử Điện là đệ nhất học viện của danh sư đại lục, muốn đi vào trong đó, thực lực, trí tuệ, ứng biến, lòng dạ, quyết đoán. Đều sẽ tính toán ở trong thành tích, độ khó lớn hơn hai vòng trước vô số lần. Triệu Hưng Mặc nói. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là. Sông Sơn Môn. Sông Sơn Môn. Hả, Sơn Môn, là danh sư đường tiêu tốn vô số tâm huyết sắp đặt ra chỗ khảo hạch. Đối với tâm tính, thực lực của tu luyện giả đều có khảo nghiệm cực lớn, muốn trở thành một thành viên của Thánh Tử Điện, cần ở trong thời gian quy định, hoàn thành một loạt khảo hạch, thời gian càng ngắn, điểm số càng cao. Vượt qua thời gian quy định, không cách nào thông qua, chỉ có thể bị đào thải. Vẻ mặt Triệu Hưng Mặc nghiêm túc, nói. Phi hành nửa tháng, đã cách Thánh Tử Điện không xa, trước thời hạn nói ra quy tắc, không tính trái lệ. Hai người bọn họ, là không có thông qua sông Sơn Môn, nhưng thành tích coi như không tệ, lúc này mới có cơ hội trở thành dự thính, nếu không, ngay cả tư cách dự thính cũng không có. Triệu Hưng Mặc chỉ hai thanh niên trước đó phụ trách khảo hạch. Nói như vậy, bọn họ đều là thiên tài thông qua vòng 2. Đám người đều giật nảy mình. Có thể sông Sơn Môn, nói rõ thông qua được vòng 2. Chương 2430, Nhược Hy, ta đến rồi. 2. Dù bọn họ cũng có cơ hội sông Sơn Môn, nhưng dựa theo tình huống bình thường, hẳn là ít nhất cũng có hơn 10 người bị đào thải. Nói cách khác, trong mọi người, còn có gần một nửa không có thông qua vòng 2. Chỉ là vòng 2 xuất hiện biến cố, mới may mắn đi theo tới. Hả, bọn họ đều thông qua được vòng 2, ở trong sông Sơn Môn bị đào thải. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Triệu sư, dựa theo kinh nghiệm của ngươi, chúng ta đại khái có thể vượt qua bao nhiêu? Mã Minh Hải nhìn không được nói. Thiên phú cùng thực lực của các ngươi không tệ, có điều sông Sơn Môn cần quyết đấu với thiên tài, cao thủ của các thế lực lớn, độ khó cao hơn trước vô số lần, dựa theo suy tính của ta, vận khí tốt, hẳn là có 10 người thông qua, vận may không tốt. Nhiều nhất 1-2 người, thậm chí toàn quân bị diệt. Triệu Hưng Mặc nói. Khảo hạch sông Sơn Môn, không chỉ là hơn 30 người này nội bộ khảo hạch, trong đó còn có liên minh, thánh nhân quý tộc, cùng thiên tài của tất cả thế lực lớn. Thực lực là một bộ phận, vận may cũng là một bộ phận, 33 người này, dù thực lực, thiên phú không yếu, nhưng chân chính có khả năng thông qua, nhiều nhất 10 người, vận may không tốt, khả năng một cái cũng không trúng tuyển. Loại tình huống này, trước kia cũng không phải không xuất hiện qua. Cửu Tiêu là người của thánh nhân Trương gia, hẳn biết loại khảo hạch này a. Thấy mọi người khó tiếp nhận, Triệu Hưng Mặc quay đầu. Vâng, quả thực rất khó, coi như thánh nhân Trương gia hàng năm phái ra danh ngạch, cũng sẽ có một nửa không cách nào thông qua. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Mặc dù là bàng chi của Trương gia, nhưng tin tức Thánh Tử Điện biết cũng không ít, biết độ khó sông Sơn Môn. Trương gia có vô số đệ tử hạch tâm, thiên tư mạnh hơn hắn, thực lực cao hơn hắn chỗ nào cũng có. Dù vậy, hàng năm đều có rất nhiều bị đào thải, độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Chi mạch ta có một vị thiên tài tên Trương Vân Kỳ,
năm ngoái 28 tuổi, tu vi đạt đến xuất khiếu cảnh sơ kỳ, vượt qua một lần lôi kiếp, loại thực lực này, ở trong chúng ta đã không người có thể địch, đáng tiếc khảo hạch thất bại, không có thông qua. Trương Cửu Tiêu nói, xuất khiếu cảnh sơ kỳ cũng thất bại. Đám người ngẩn ngơ. Trong bọn họ, mạnh nhất chỉ bất quá ngụy xuất khiếu, cường giả xuất khiếu cảnh cũng không thông qua được, chẳng phải đại biểu bọn họ không có người có khả năng thành công. Đúng vậy, có điều khảo hạch này cũng không hoàn toàn dựa theo thực lực tới xác định, đệ đệ của Trương Vân Kỳ, tu vi chẳng qua nguyên thần cảnh hậu kỳ, cũng xông sơn môn, lại thông qua được. Cụ thể khảo hạch là cái gì, tiêu chuẩn như thế nào, ta lại không rõ lắm. Trương Cửu Tiêu cười khổ. Rất nhiều thiên tài của Trương gia, hàng năm đều tới xông một lần, có chút liên tục hơn 10 năm cũng không có biện pháp thành công, cũng có chút một lần liền thu được thành tích không tệ. Cụ thể xảy ra chuyện gì, không tự mình trải qua, chỉ sợ căn bản không hiểu. Xông sơn môn khảo hạch đa dạng, cùng một chỗ khảo hạch, nhưng gặp phải tình cảnh lại hoàn toàn không giống nhau, chỉ có thể nhờ vào năng lực cá nhân tùy cơ ứng biến, không có cách nào huấn luyện, cũng không có cách nào nói trước thời hạn. Cụ thể như thế nào, chỉ nhìn chính các ngươi. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Cái này, đám người trầm mặc. Vốn nghĩ, trước thời hạn biết được, có thể mau chóng chuẩn bị, giờ nghe mới hiểu được, không có đơn giản như vậy. Cũng đúng, đệ nhất học viện, nếu dễ dàng thông qua như vậy, chẳng phải đã sớm kín người hết chỗ. Thật ra thì, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, sau khi tiến nhập sơn môn, chỉ cần phát huy ra thực lực cùng trình độ cao nhất, coi như không cách nào thông qua, trở thành dự thính vẫn có cơ hội rất lớn. Chỉ cần có thể dự thính, thời cơ chín muồi, có thể tiến hành khảo hạch lần nữa. Cũng không phải là một lần đào thải, liền không còn cơ hội. Thấy nói một hồi, tất cả mọi người có chút sợ hãi cùng khẩn trương, Triệu Hưng Mặc cười cười. Dù Thánh Tử Điện khảo hạch rất nghiêm, nhưng cũng không phải một lần khảo hạch xong, liền không còn cơ hội, chỉ cần thành tích không tính quá kém, thành dự thính, hoàn toàn có thể đợi năm thứ hai thi lần nữa. Đương nhiên, khảo hạch lần hai, khẳng định càng khó hơn lần thứ nhất. Bất quá, vì phòng ngừa đám người nhụt chí, chỉ có thể để loại lời này ở trong lòng, nếu không đả kích quá ác, không còn lòng tin, thật muốn toàn quân bị diệt, hắn làm tiếp dẫn sứ giả, trên mặt cũng không có bất luận hào quang gì. Không phải trực tiếp đào thải liền tốt. Nghe được chỉ cần biểu hiện tốt thì còn có cơ hội, đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Đến Thánh Tử Điện rồi, mọi người chuẩn bị một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, khảo hạch xông sơn môn, hẳn sẽ tiến hành trong vòng 3 ngày sau. Lại trò chuyện một hồi, đột nhiên Triệu Hưng Mặc chỉ về phía trước. Đám người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thành thị cự đại, đứng sừng sững ở trong dãy núi, bốn phía như có tụ linh trận to lớn, tụ lại linh khí phạm vi mấy chục vạn dặm, còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy khí tức bức người, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Đây là Thánh Tử Điện. Trương Huyền đứng dậy, nắm đấm nhịn không được siết chặt. Nhược Hy, ta đến rồi. Chương 2431, bốc thương cổ thánh 1. Sở dĩ tới Thánh Tử Điện, chính là vì tìm Lạc Nhược Hy, để nàng thoát khỏi hôn ước của Trương gia, danh chính ngôn thuận đi theo mình. Hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng đã tới nơi này, sắp có thể nhìn thấy, làm sao không kích động. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới nàng, không làm nàng khó xử. Trương Huyền híp mắt lại, tâm tình kích động chậm rãi bình phục. Dính dáng đến hai siêu cấp gia tộc của danh sư đại lục, chuyện này tất nhiên khó khăn nặng nề, nhưng khó khăn lớn nữa lại như thế nào? Dám tranh vợ với hắn, cho dù là đệ nhất gia tộc, cho dù là thế lực mạnh nhất danh sư đại lục, cũng để đối phương không dễ chịu. Thở ra một hơi, đứng ở trên lưng thú, dõi mắt nhìn qua. Một học viện to lớn như cự thú ẩn núp, trong nguy nga mang theo khí phách, trong yên tĩnh mang theo uy nghiêm. Người sáng lập học viện này, lý giải đối với trận pháp ít nhất phải đạt đến cửu tinh. Âm thầm gật đầu. Kiến trúc học viện xây giữa lưng vào núi, mỗi một chỗ đều vô cùng khéo léo, hoàn mỹ phù hợp tự nhiên, toàn thể liên hợp chung một chỗ, tựa như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ. Có thể làm ra kiến trúc như vậy, người sáng lập Thánh Tử Điện này, không chỉ là trận pháp sư cửu tinh, chỉ sợ nghiên cứu các nghề nghiệp khác cũng đạt tới trình độ cực cao. Người sáng lập Thánh Tử Điện, là bốc thương cổ thánh, từng đi theo Khổng sư học tập, một trong các thân truyền. Nhìn ra hắn rung động, Triệu Hưng Mặc giải thích. Thân truyền của Khổng sư. Trương Huyền sửng sốt. Còn tưởng rằng Thánh Tử Điện chỉ là danh sư cửu tinh, hoặc là một vị thánh giả nào đó truyền thừa xuống, không nghĩ tới người thành lập lại là đệ tử thân truyền của Khổng sư. Đúng vậy,
nếu không con cháu hạch tâm của thánh nhân quý tộc, làm sao có khả năng đưa đến nơi này đi học. Triệu Hưng Mặc lộ ra tự hào. A hát, Trương Huyền giật mình. Trước đó hắn liền khó hiểu, gia tộc như Trương gia, Lạc gia, tất nhiên tồn tại danh sư cửu tinh, cường giả đủ loại nghề nghiệp chỗ nào cũng có, vì sao lại để cho đệ tử hạch tâm nhà mình tới thánh tử điện học tập. Không nghĩ tới người sáng lập học viện, lại là thân truyền của Khổng sư. Chỉ là loại thân phận này, đã nói lên học viện tuyệt đối không đơn giản. Bốc thương cổ thánh, ở trong tất cả thân truyền của Khổng sư, cho dù danh khí không phải lớn nhất, lại là người có kiến thức, lý niệm truyền thừa tốt nhất. Thánh tử điện thành lập vài vạn năm, trải qua thời gian tẩy lễ, nhưng ý niệm của Khổng sư vẫn hoàn mỹ truyền thừa xuống, ở đây học tập, có thể tùy tiện cảm nhận được tinh thần mà vạn thế chi sư lưu truyền xuống, cùng khát vọng để nhân tộc cường đại. Ở đây học tập, người sẽ trở nên càng thêm thông minh thông suốt, là bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thánh địa gì cũng không làm được. Triệu Hưng Mặc nói tiếp. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư vĩ đại, không cần nhiều lời. Bốc thương cổ thánh truyền lại kiến thức, lý niệm của hắn, chỉ bằng vào điểm này, thánh tử điện là thiên hạ đệ nhất cũng không quá phận. Khó trách, có thể để cho toàn bộ đại lục, vô số đại gia tộc đổ xô tới, chỉ bằng vào Khổng sư lưu truyền xuống tinh thần, liền là rất nhiều thánh địa không có biện pháp đuổi theo. Trước đó ta nghe qua Ngô Khâu cổ thánh, không biết cùng vị bốc thương cổ thánh này, cái nào càng mạnh hơn một chút. Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Ngô Khâu cổ thánh là người hầu của Khổng sư, mà bốc thương cổ thánh là thân truyền, ai mạnh ai yếu, hẳn là rất dễ dàng suy đoán. Đương nhiên, đây là bí mật thượng cổ, dính dáng cổ thánh, chúng ta không tiện nói nhiều. Triệu Hưng Mặc cười cười. Cái này, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Cho dù đối phương không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, bốc thương cổ thánh càng thêm cường đại. Thật giống như Tôn Cường cùng Trịnh Dương. Tôn Cường là người hầu của mình, mặc dù ngày ngày theo sau lưng, tiếp nhận chỉ điểm tốt nhất, nhưng muốn nói sức chiến đấu, so với đám người Trịnh Dương vẫn kém một đoạn rất lớn. Khổng sư có 72 thân truyền, 10 người thực lực mạnh nhất, mệnh danh thập hiền, bốc thương cổ thánh chính là một trong số đó, Minh Lý Chi Nhãn, thiên hạ vô song, không ai sánh bằng. Triệu Hưng Mặc nói, thân là người thánh tử điện, đối với vị tổ sư khai sáng học viện này là cực kỳ tôn sùng, biết rất nhiều sự tích của hắn. Minh Lý Chi Nhãn. Hả, bốc thương cổ thánh là sau Khổng sư, vị danh sư thứ hai lĩnh ngộ Minh Lý Chi Nhãn, càng dùng cái này sáng chế ra một loại đồng kỹ, nghe nói lúc ấy cùng dị linh tộc đại chiến, nhìn một cái, chỗ ánh mắt chiếu tới, hoàng giả dị linh tộc cũng bị chém giết trong nháy mắt, không cách nào chạy trốn. Cực kỳ cường đại, chỉ tiếc bộ đồng kỹ này, truyền thừa vài vạn năm, không người có khả năng luyện thành. Triệu Hưng Mặc lắc đầu nói. Đồng kỹ, trong nháy mắt chém giết. Trương Huyền khiếp sợ. Hắn có Minh Lý Chi Nhãn, biết cực hạn của loại thiên phú này, nhiều nhất có khả năng nhìn thấu hư ảo, tìm kiếm thiếu hụt. Ánh mắt chiếu tới, có khả năng giết người, đây là chưa hề nghĩ tới. Nếu thực như thế, cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy, có khả năng luyện thành bộ đồng kỹ này, tương đương với nhận được bốc thương cổ thánh truyền thừa, tự động trở thành thánh tử điện điện chủ. Địa vị so với gia chủ thánh nhân Trương gia, thánh nhân Lạc gia, chỉ cao không thấp. Triệu Hưng Mặc cảm khái. Trở thành điện chủ, thánh tử điện, không có điện chủ. Trương Huyền nghi ngờ. Thiên hạ đệ nhất học viện, giáo dục vô số thiên tài, rất nhiều trưởng lão, gia chủ thánh nhân quý tộc đều là học viên. Làm sao có thể không có điện chủ? Muốn trở thành thánh tử điện điện chủ, điều kiện trọng yếu nhất là nắm giữ Minh Lý Chi Nhãn, lĩnh ngộ đồng kỹ tiên tổ lưu truyền xuống, thánh tử điện đã có hơn 300 năm không có xuất hiện loại thiên tài này. Hiện tại sự tình học viện, cơ bản đều do quyền điện chủ xử lý. Chương 2432, bốc thương cổ thánh 2. Triệu Hưng Mặc nói, những việc này, không tính là bí mật, chỉ cần trở thành một thành viên của thánh tử điện, cơ bản đều có thể biết được, nói ra cũng không tính huyên thuyên. A hát, Trương Huyền gật đầu, mỗi một thế lực đều có truyền thừa của mình, không tiếp thu được, không chiếm được tiên tổ công nhận, thì không có cách nào phục chúng, để người khác thần phục. Nhất là đệ nhất học viện này, yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, không thể có chút thiếu sót. Nếu không, không nói tổng bộ danh sư đường, coi như thầy trò toàn trường, chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận. Ngay cả thầy trò cũng không thừa nhận, coi như trở thành điện chủ chân chính, cũng không có sức thuyết phục gì. Đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Đang muốn tiếp tục hỏi thăm, liền nghe thanh âm của Triệu Hưng Mặc vang lên, nhìn về phía trước,
chỉ thấy thánh thú đã đi tới trên không quảng trường thánh tử điện, chậm rãi đáp xuống. Trương Huyền biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm, nên không nói thêm lời. Phần phật, thánh thú rơi trên mặt đất, mọi người đều bay ra. Trên quảng trường chất đầy người, cũng có đủ loại thánh thú, xem ra đều là thiên tài từ bốn phía chạy đến đây tham gia khảo hạch cuối cùng. Liếc mắt qua, khí tức đều không yếu, thực lực bất phàm. Triệu sư, chẳng lẽ chúng ta phải cùng những người này chung một chỗ tiến hành khảo hạch? Nhìn một cái, khóe miệng Mã Minh Hải co giật. Đám người trên quảng trường, có chút thực lực thấp hơn bọn hắn, nhưng càng nhiều là mạnh hơn bọn họ, từng cái lực lượng như hồng, không có giao thủ, liền biết khẳng định không thể chiến thắng. Trong phạm vi phong hào đế quốc, bọn họ vẫn cảm thấy mình là thiên tài, nhưng nhìn thấy những người này, mới hiểu được. Kém không phải một chút. Rất nhiều người trong bọn họ là đệ tử hạch tâm của thánh nhân quý tộc, huyết mạch tinh thuần không nói, càng quan trọng hơn là được bồi dưỡng tốt nhất, thực lực mạnh mẽ là rất bình thường. Trước đó chúng ta cũng đã nói, sông Sơn Môn, thực lực chỉ là một bộ phận khảo hạch, chỉ cần phát huy hoàn mỹ, hẳn đều có thể thông qua, không cần lo lắng quá mức. Thấy mọi người có chút khẩn trương, Triệu Hưng Mặc an ủi. Đệ tử hạch tâm của thánh nhân quý tộc, kích hoạt huyết mạch, liền có thể nắm giữ thực lực rất cao, lại thêm từ nhỏ nắm giữ tài nguyên vô tận cùng giáo dục tốt nhất, mạnh hơn bọn hắn là thiên kinh địa nghĩa. Cất bước khác biệt, tự nhiên sẽ có khoảng cách, đây là điều kiện tiên thiên, không có cách nào bù đắp, chỉ có thể thông qua hậu thiên không ngừng cố gắng, ra sức đuổi theo. Được rồi. Cho dù rõ ràng những cái này, mọi người vẫn có chút khẩn trương. Minh lý chi nhãn của Trương Huyền lóe lên, lặng lẽ nhìn sang. Không hổ là con cháu của thánh nhân quý tộc, quả nhiên mạnh mẽ. Trương Huyền nhìn không được cảm khái. Những người này, không chỉ có cường giả xuất khiếu cảnh, còn có đạt tới nửa bước lĩnh vực. Không đến 30 tuổi, liền nắm giữ loại thực lực này, thiên tư cao, so với hắn cũng không hề yếu. Dù sao, hiện tại sức chiến đấu của hắn cho dù rất mạnh, nhưng thực lực chân chính vẫn chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong, cách nửa bước lĩnh vực còn không biết bao nhiêu. Hả? Ta thấy trong bọn họ, còn có không ít không phải danh sư. Trong đám người, không biết ai hỏi ra. Nghe nói như thế, Trương Huyền cũng chú ý tới. Những thanh niên đứng ở trên quảng trường này, có rất nhiều không có mặc trang phục danh sư, vừa nhìn liền biết không phải chức nghiệp danh sư. Thánh tử điện hữu giáo vô loại, đến đây tham gia khảo hạch, không chỉ có danh sư, còn có những nghề nghiệp khác, tỉ như luyện khí sư công hội, luyện đan sư công hội. Hàng năm đều sẽ phái người tới. Cho nên thánh tử điện cũng không phải tất cả đều là danh sư, những nghề nghiệp khác cũng ở trong đó. Triệu Hưng Mặc cười cười. Thánh tử điện, là thiên hạ đệ nhất học viện, không phải chỉ bồi dưỡng danh sư, những nghề nghiệp khác cũng có truyền thừa đối ứng. Bởi vậy, hàng năm những nghề nghiệp khác đến đây khảo hạch, về số lượng còn nhiều hơn danh sư. Thì ra là thế. Đám người nhẹ gật đầu. Phạm vi bát đại phong hào đế quốc, tính gộp lại mới chừng 30 người. Thật muốn thì vòng 2 mà nói, chỉ có thể lưu lại 20. Đủ thấy trình độ hiếm hoi. Mà quảng trường trước mắt, thanh niên đến đây khảo hạch không dưới 1 vạn, trước đó liền khó hiểu, tại sao có thể có nhiều như vậy, nếu như phạm vi tuyển nhận không chỉ danh sư, vậy thì nói thông được. Thiên hạ chức nghiệp, thượng, trung, hạ cửu lưu, cũng không phải chỉ đại biểu 27 loại chức nghiệp, cửu lưu chỉ là hư từ, đại biểu phong phú. Tất cả chức nghiệp tính gộp lại, tuyệt đối vượt qua 1000. Chức nghiệp nào hàng năm sẽ không xuất hiện mấy thiên tài. Đã như thế, nhiều người khảo hạch như vậy cũng nằm trong dự liệu. Nhìn thiên tài những nghề nghiệp khác thực lực như thế nào a? Biết những cái này, Trương Huyền nhìn sang những nghề nghiệp khác. Một lát sau không khỏi lắc đầu. Những nghề nghiệp khác, cho dù không thiếu cường giả, nhưng so với danh sư, toàn thể vẫn kém một chút. Đệ nhất chức nghiệp, danh bất hư truyền. Hả? Nhìn một vòng, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này, là người băng nguyên cung. Chương 2433, Trương Khiêm 1. Cách đó không xa, đứng mấy nữ tử tuổi trẻ, tất cả đều mặc áo trắng, hoàn toàn tương đồng người băng nguyên cung. Triệu Nhã đi rồi, một mực không có tin tức, không biết đến cùng thế nào, đã gặp phải các nàng, vừa vặn có thể hỏi thăm một chút. Có thể được tuyển ra, tham gia thánh tử điện khảo hạch. Mấy người kia bất kể địa vị hay thân phận, hẳn là sẽ không quá thấp, có lẽ có khả năng biết tình huống của Triệu Nhã. Triệu sư, ta qua bên kia nhìn một chút. Trương Huyền nói một tiếng, nhấc chân đã qua. Bên kia,
Triệu Hưng Mặc nhìn sang. Đó là người băng nguyên cung, tốt nhất đừng trêu chọc. Ồ, Trương Huyền nghi ngờ. Người băng nguyên cung không nói đạo lý. Thế thì không có, người băng nguyên cung hầu như đều là nữ tử, hơn nữa từng cái dung mạo bất phàm, bởi vậy ở Thánh Tử Điện rất được hoan nghênh, không ít người đều lấy có khả năng cưới làm vợ mà tự hào, mỗi ngày đều sẽ có không ít người tiến đến bắt chuyện. Tùy tiện tiến đến, ta sợ sẽ bị mắng, rất dễ dàng chịu thiệt. Triệu Hưng Mặc lắc đầu. Trương Huyền này, thiên phú rất tốt, nhãn lực, kiến thức cũng không tệ, nhưng cũng quá sắc đi. Vừa thấy mặt, liền hỏi thăm đệ nhất mỹ nhân của Thánh Tử Điện, Lạc Gia tiểu công chúa, hiện tại nhìn thấy người băng nguyên cung, lại đi qua. Thánh Tử Điện, cũng không phải loại địa phương như Thanh Nguyên đế quốc, coi như thiên phú của ngươi không yếu, thực lực không tệ, nhưng vừa thấy được nữ tử liền như thế. Khẳng định sẽ thua thiệt. Ây, ta là hỏi thăm các nàng một sự tình, cũng không phải là bắt chuyện. Nghe nói như thế, thấy biểu lộ của hắn, Trương Huyền nơi nào không hiểu Triệu sư nghĩ như thế nào, trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Hắn từ trước tới nay tuân theo khuôn phép, ngay thẳng vô tư, chưa bao giờ có hành động vượt rào, thế mà bị người coi thành sắc lang. Ta chỉ là khuyên ngươi cẩn thận một chút, có thể đi vào Thánh Tử Điện, không có một cái nào yếu, có thể khiêm tốn tận lực khiêm tốn, tuyệt đối không nên gây chuyện. Triệu Hưng Mặc dặn dò. Lần đầu khảo hạch thất bại, mang theo hai người đi thi vòng 2, vòng 2 khảo hạch thất bại, mang tất cả mọi người tới. Tất cả đều bởi vì tên này. Hiện tại vừa đến, liền muốn đi tìm người băng nguyên cung, người có thể bớt lo một chút hay không? Yên tâm đi, ta từ trước tới nay khiêm tốn, sẽ không gây chuyện. Trương Huyền cười cười, bảo đảm. Lần này đi qua, chỉ là hỏi thăm một số việc mà thôi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Biết liền tốt, ta chỉ là tiếp dẫn sứ giả của các ngươi. Sau khi tới Thánh Tử Điện, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì tới ta, nhưng vẫn phải khuyên một câu. Băng Nguyên Cung là tồn tại không kém gì Trương gia, Lạc gia, cho dù những năm này không có cung chủ tỏa chấn, có chút suy bại, nhưng quyết không thể khinh thường. Triệu Hưng Mặc nhíu mày nhắc nhở. Hắn chỉ phụ trách tìm nhân tuyển, đưa đến nơi này, còn có thể thông qua khảo hạch hay không, gây ra chuyện gì, cơ bản không liên quan đến hắn. Bất quá, mọi người ở chung lâu như vậy, cũng coi như có tình cảm, không hy vọng vị này gây ra tai họa. Nhất là thế lực lớn như Băng Nguyên Cung. Ta hiểu. Biết đối phương là hảo ý, Trương Huyền ôm quyền. Ân. Khoát tay áo, Triệu Hưng Mặc không nói thêm lời. Nhấc chân đi đến, thời gian không dài liền đi tới trước mặt, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Xin hỏi mấy vị cô nương là người Băng Nguyên Cung? Đúng vậy. Xoay đầu lại, trên mặt mấy vị nữ tử không có bất kỳ biểu lộ gì, cho người ta một loại cảm giác từ chối ngàn dặm. Băng Nguyên Cung, tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, mình cũng có chút lạnh lùng. Tại hạ là tu luyện giả từ Thanh Nguyên đế quốc tới, muốn hỏi mấy vị cô nương một chút tin tức. Trương Huyền cực kỳ thành khẩn. Bắt chuyện dùng một bộ này, có chút bài cũ đi. Một nữ tử cười lạnh, trong mắt mang theo xem thường. Băng Nguyên Cung, là thế lực đứng đầu đại lục, các nàng đều quốc sắc thiên hương, thiên phú bất phàm. Hàng năm người đến đây bắt chuyện không biết bao nhiêu, đủ loại thủ đoạn cũng thấy nhiều, vị trước mắt này, nói thẳng hỏi thăm tin tức. Đã là bài cũng nhiều năm trước. Hoàn toàn không có cái mới. Cô nương hiểu lầm, tại hạ có một người quen, đi vào Băng Nguyên Cung, một mực không có tin tức, nhìn thấy các ngươi, lúc này mới muốn hỏi thăm một chút. Thấy bị hiểu lầm, Trương Huyền cười khổ lắc đầu, nói rõ mục đích đến. Người quen, ngươi sẽ không nói. Là một vị nào đó trong chúng ta chứ? Nữ tử mới vừa nói chuyện hương vị giễu cợt càng đậm. Loại thủ đoạn này đã gặp quá nhiều. Không nói cái khác, chỉ là các nàng đi tới quảng trường này, không đến một ngày liền có 4-5 làn sóng dùng loại thủ đoạn này làm quen. Cái gì tiểu tỷ tỷ, kiếp trước chúng ta gặp qua, ta biết ngươi. Ngươi ở trong mắt ta muốn đi vào trong lòng ngươi. Loại hình xáo lộ, đã sớm nghe đến lỗ tai chai lại. Dĩ nhiên không phải, ta muốn hỏi là một người gọi Triệu Nhã, tuổi không lớn lắm, là tiểu nha đầu, bị một người tên Liễu Huyên mang đi. Trương Huyền nói. Chương 2434, Trương Khiêm 2. Láo xược, tục danh của thiếu cung chủ cũng là người tùy tiện gọi. Nữ tử mới vừa nói chuyện con mắt lập tức híp lại, khí thế hùng hổ, vẻ mặt tức giận. Thiếu cung chủ. Trương Huyền cau mày. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt đi. Cổ tay khẽ đảo, trên người nữ tử tản mát ra khí tức mãnh liệt,
tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Lập tức rời đi, ta có thể không so đo, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vừa phóng thích lực lượng, tu vi lập tức hiển lộ ra, nữ tử này tuổi không lớn lắm, lại đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, ở trong quảng trường cũng xem như cao thủ, cực kỳ không kém. Đừng kích động, ta thật chỉ muốn hỏi một chút. Trương Huyền lắc đầu, muốn giải thích, nữ tử đối diện lại kìm nén không được, tay ngọc khẽ đảo, bỗng nhiên đập tới. Trường lực của nàng băng hàn, còn chưa tới trước mặt, liền cho người một loại cảm giác đông tận xương tủy, tựa hồ muốn đóng băng hết thảy chung quanh. Cái này, không nghĩ tới hỏi thăm nghiêm túc, dẫn đến đối phương ra tay, vẻ mặt Trương Huyền bất đắc dĩ, chập ngón tay làm kiếm, đang muốn dạy bảo đối phương một trầu, để các nàng trả lời vấn đề, chỉ thấy trước mắt có thân ảnh nhoáng một cái, lực lượng đầy trời tiêu tán, Triệu Hưng Mặc xuất hiện ở trước mắt. Băng hữu băng nguyên cung, tại hạ thánh tử điện tiếp dẫn sứ giả Triệu Hưng Mặc, hắn là người ta mang tới, nếu như có đắc tội, mong được tha thứ. Mới vừa bảo đảm với mình, không đi gây chuyện. Chưa nói vài câu liền đánh nhau, cũng nhịn không được nữa, đi tới trước mặt khuyên can. Triệu sư ra mặt, mặt mũi tự nhiên phải cho. Thấy một vị tiếp dẫn sứ giả ra tay, nữ tử ngừng lại, lạnh lùng nhìn Trương Huyền một cái, hất lên ống tay áo, không tiếp tục để ý. Đa tạ. Triệu Hưng Mặc thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía Trương Huyền, nhướng mày. Trở về đi. Ta là thật có chuyện hỏi thăm. Trương Huyền vò đầu. Hắn chỉ muốn biết Triệu Nhã khỏe hay không mà thôi, đối phương không những không nói, còn muốn động thủ, đây là cái đạo lý gì? Mới mở miệng liền hỏi thiếu cung chủ của người ta, hơn nữa gọi đối phương là tiểu nha đầu. Ngươi là khiêu khích sao? Triệu Hưng Mặc nhíu mày. Thực lực của hắn kinh người, vừa rồi Trương Huyền nói lại không cố ý che lấp, tất cả đều nghe lọt vào tai. Ta! Trương Huyền sững sờ. Triệu Nhã là học sinh của hắn. Gọi tiểu nha đầu không có vấn đề gì à, bất quá dựa theo đối phương nói, là băng nguyên cung thiếu cung chủ mà nói, xưng hô như vậy, quả thực có chút không thỏa đáng. Băng nguyên cung, là thế lực lớn có thể so với Trương gia, ở toàn bộ đại lục tên tuổi lẫy lừng, địa vị của thiếu cung chủ, so với danh sư cửu tinh cũng không hề yếu. Mình một gia hỏa chừng 20 tuổi, xưng hô như vậy, khó trách đối phương tức giận. Thật giống như gọi thẳng họ tên của hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa xưng hô hắn là tiểu gia hỏa vậy. Được rồi, trở về đi. Vị thiếu cung chủ này của băng nguyên cung, ta nghe nói qua, thuần âm thể chất, mấy tháng trước mới tìm về, nghe nói dung mạo không kém lạc gia tiểu công chúa chút nào. Triệu Hưng Mặc nói một tiếng, tràn đầy im lặng nhìn về phía thanh niên trước mắt. Cái tên này đã không phải háo sắc bình thường, mà là sắc đảm bao thiên. Còn chưa tới thánh tử điện, liền hỏi thăm lạc gia tiểu công chúa, hiện tại nhìn thấy người băng nguyên cung. Lập tức tới hỏi thăm thiếu cung chủ. Người có phải nghe được cô gái xinh đẹp liền đi đường không được hay không? Hai người này, mặc dù tuổi trẻ, lại là nhân vật dậm chân một cái đại lục sẽ chấn động, người đến cùng có mấy lá gan, lại dám để ý các nàng. Triệu Nhã là, cùng ta liên quan không ít, ta thật chỉ muốn nghe được tin tức của nàng. Chỉ gọi tiểu nha đầu, đối phương thiếu chút nữa nổi điên, nói là đồ đệ của mình, còn không nháo đến long trời lở đất. Suy nghĩ một chút. Trương Huyền đành phải đổi giọng. Liên quan không ít, băng nguyên cung thiếu cung chủ, băng thanh ngọc khiết, há có thể cho ngươi sỉ nhục như vậy. Triệu sư, xin tránh ra, ta muốn giáo huấn ra hỏa miệng không che đậy này một chút, hy vọng không nên ngăn cản. Nữ tử mới vừa nói chuyện nghe nói như thế, suýt chút nữa tức điên, đôi mi thanh tú nâng lên, kìm nén không được nữa. Cái này, Triệu Hưng Mặc phát điên. Trước đó thời điểm nói lạc gia tiểu công chúa. Tên này liền nói nhận biết, trong mắt mang theo ánh sáng đặc thù, bây giờ nói băng nguyên cung thiếu cung chủ, lại xưng liên quan không ít. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vị thiên tài thiếu chủ kia của Trương gia sao? Thật sự cho rằng người người đều biết ngươi? Trong này khẳng định có hiểu lầm. Cố nén tức giận, Triệu Hưng Mặc cắn răng, vẫn quyết định điều hòa một chút. Gia hỏa trước mắt này, hắn thấy là 100% có khả năng thông qua khảo hạch, ngàn vạn lần không thể ở lúc chưa khảo hạch. Liền bị người đả thương. Không có gì hiểu lầm cả, cho dù những năm này băng nguyên cung chúng ta thâm cư không ra ngoài, nhưng cũng không sợ phiền phức. Sỉ nhục thiếu cung chủ ta, phá hư thanh danh của nàng, không dạy dỗ một trầu, uy nghiêm của băng nguyên cung ta ở đâu. Nữ tử hừ lạnh, hai bước đi tới trước mặt Trương Huyền. Băng hữu, người dám ăn nói bừa bãi, sẽ không một mực trốn ở sau lưng Triệu sư, không dám nghênh chiến chứ. Được a.
Thấy đối phương khí thế hùng hổ, chỉ đích danh muốn động thủ, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Có phải đánh bại ngươi, ngươi liền nói cho ta biết tình hình hiện tại của Triệu Nhã hay không? Tự tìm cái chết. Thấy hắn vẫn mở miệng Triệu Nhã, gọi thẳng tục danh của thiếu cung chủ, sắc mặt nữ tử tái xanh, gào lên một tiếng muốn ra tay. Vị tiên tử này không cần thiết tức giận, loại gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, giao cho tiểu sinh là được, chớ nên dơ bẩn bàn tay của ngươi. Còn không có ra tay, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó liền thấy một thanh niên áo trắng tay cầm quạt xếp, chậm rãi đi tới trước mặt. Cổ tay rung lên, quạt xếp thu về, trên người thanh niên mang theo hương vị tiêu sái xuất trần, nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn đầy u nhã. Trương gia Trương Khiêm gặp qua mấy vị tiên tử của Băng Nguyên Cung. Chương 2435, ta không có thời gian, 1. Băng Nguyên Cung, Trần Nhạc Giao gặp qua Trương công tử. Thu hồi lực lượng, nữ tử ôm quyền đáp lễ. Người Trương gia, Trương Huyền nhìn sang. Vị Trương Khiêm này, bộ dáng 25-26 tuổi, thực lực thâm thúy, không kém Băng Nguyên Cung Trần Nhạc Giao nhiều, đã đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Khó trách đồng dạng là người Trương gia, Trương Cửu Tiêu chỉ có thể coi là bàng chi, so sánh với đối phương. Cho dù nhận được chỉ điểm của mình, vẫn kém quá nhiều. Nguyên lai là Nhạc Giao tiên tử, tại hạ đã sớm nghe nói qua sự tích của ngươi, một trưởng phá bảy kiếm, đóng băng 3.000 dặm. Bảy đạo trích ở Thuận Diên Thành làm hại bốn phía, nếu không phải ngươi ra tay, chỉ sợ hiện tại còn sinh linh đồ thán. Trương Khiêm cười cười, tao nhã nói. Trương công tử quá khen. Nghe được tán dương, trong lòng Trần Nhạc Giao vui mừng, ánh mắt lộ ra tự hào. Vì đi vào Thánh Tử Điện, sau khi giải quyết tai họa ngầm trong tu luyện, nàng điên cuồng rèn luyện mình, sự tình nổi danh nhất là một người một trưởng, chém giết cường đạo gây họa cho liên minh, chuyện này cũng không oanh động, đối phương lại có thể thuộc như lòng bàn tay, nói rõ nghe nói qua mình, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thực lực cùng thiên phú của tiên tử, ta là bội phục từ trước tới nay. Lần nữa khen ngợi một câu, Trương Khiêm tiến về phía trước một bước. Vừa rồi hai vị nói chuyện, ta cũng nghe được. Tên này không có lễ phép, không biết tốt xấu, không bằng để cho ta thay người giáo huấn một chút, miễn cho dơ bẩn bàn tay của tiên tử. Làm phiền Trương công tử. Biết mục đích của đối phương là muốn lấy lòng mình, Trần Nhạc Giao dừng lại một chút, nhưng không cự tuyệt nói. Bất quá, giáo huấn một chút, để hắn nói xin lỗi là được, không nên hại người. Nàng chỉ là không cam lòng đối phương gọi thẳng họ tên của thiếu cung chủ, mà không phải thâm cừu đại hận gì, giáo huấn một lần. Để hắn biết sai thì thôi, không cần thiết trọng thương. Tiên tử thiện tâm, yên tâm đi, ta có chừng mực. Quạt xếp mở ra, Trương Khiêm quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, vui vẻ biến mất, trong ánh mắt mang theo ý lạnh, để lộ ra một cỗ khí chất kiêu hùng. Vị bằng hữu này, ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất, xin lỗi, đền bù. Không cần nhiều, hai thánh khí trung phẩm là đủ. Thứ hai, ta ra tay, ép ngươi đền bù xin lỗi, nếu như vậy. Chỉ sợ không chỉ hai thánh khí trung phẩm đơn giản như vậy. Xin lỗi, đền bù. Trương Huyền dở khóc dở cười. Chỉ muốn hỏi tình hình hiện tại của Triệu Nhã một chút, không nghĩ tới chọc ra đại phiền toái như thế. Không thèm để ý ra hỏa tự cho là đúng này, lần nữa nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Cô nương, ta không biết nàng đã thành thiếu cung chủ của các ngươi, trong lời nói có nhiều chỗ đắc tội, hiện tại xin lỗi ngươi. Thiếu cung chủ của các ngươi. Cùng ta đã sớm nhận biết. Cho nên chỉ là muốn hỏi một chút, hiện tại nàng như thế nào, ở Băng Nguyên Cung sống tốt hay không mà thôi. Biết Triệu Nhã thành thiếu cung chủ, cũng rõ ràng lời nói mới rồi, quả thực có chút thiếu thỏa đáng. Chỉ cần có thể biết tin tức của học sinh, xin lỗi cũng không tính là gì. Tiểu tử, bản thiếu gia nói chuyện với ngươi, lỗ tai điếc sao? Trần Nhạc Giao còn chưa lên tiếng, vẻ mặt của Trương Khiêm liền trầm xuống. Làm thiên tài Trương gia, đi đến bất kỳ địa phương nào đều được người tôn trọng, không dám có bất kỳ coi thường, tên này ngược lại tốt, trực tiếp không để ý tới. Để lửa giận của hắn lập tức thiêu đốt lên. Ta hỏi thăm sự tình với bằng hữu Băng Nguyên Cung, cùng ngươi không có liên quan gì à? Làm sao, người Trương gia các ngươi, chỉ cần nhìn thấy cô gái xinh đẹp, đều ưa thích chặn ngang một gậy. Lông mày dương lên, Trương Huyền lạnh lùng nhìn lại, vung tay áo một cái. Ai? Thói quen tật xấu a. Cho ngươi mặt mũi, còn đưa mặt ra đánh. Đổi lại gia tộc khác, đến tìm phiền phức thì thôi, Trương gia. Hừ, không có tìm các ngươi gây chuyện là tốt lắm rồi. Thế mà còn dám tới đây giễu võ dương oai.
thật chẳng lẽ cho rằng toàn bộ danh sư đại lục chỉ có các ngươi lợi hại? Ngươi nói cái gì? Không nghĩ tới đối phương không những không e ngại hắn, còn nói ra lời này, trên đầu Trương Khiêm bạo gân xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cho dù huyết mạch của hắn tinh thuần hơn Trương Cửu Tiêu, nhưng ở gia tộc địa vị vẫn không tính quá cao, nếu như có thể kéo quan hệ với Băng Nguyên Cung, về sau được trọng dụng, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy Trần Nhạc Giao cùng người mâu thuẫn, lập tức chạy tới giúp một tay. Vốn cho rằng báo ra gia tộc và danh hào, đối phương sẽ bị dọa đến ngoan ngoãn thần phục, không dám phản bác, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Không những không sợ, còn tràn đầy địch ý. Nói cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng, cút sang một bên, nếu không, chọc ta tức giận, không ngại trước giáo huấn ngươi một trận. Khoát tay áo, Trương Huyền quát lạnh. Cũng may tính tính của hắn tốt, nếu không đừng nói tìm phiền toái, khẳng định nhìn thấy người Trương gia liền xuất thủ. Xong. Triệu Hưng Mặc ở một bên thân thể nhoáng một cái, suýt chút nữa ngất đi. Cái tên này mới vừa nói, hắn rất biết điều, thời gian nháy mắt liền đối nghịch Băng Nguyên Cung cùng Trương gia. Cái này con mẹ nó cũng gọi là khiêm tốn. Thật muốn cao điệu, còn không phá hủy cả Thánh Tử Điện. Tự tìm cái chết. Vẻ mặt hắn trắng bệch, Trương Khiêm thì suýt chút nữa nổ tung, gầm thét một tiếng, bàn tay lăng không bắt đến. Không gian bốn phía giống như dính nhớp, một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm lan tràn ra, bao phủ Trương Huyền ở bên trong. Không hổ là thiên tài Trương gia, đồng dạng là xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu so với ngoan nhân lúc trước càng thêm cường đại. Cũng không phải nói, ngoan nhân không bằng đối phương, mà là tử vong vài vạn năm, lại thêm bị Thanh Điền Hoàng phong ấn, có khả năng phát huy thực lực có hạn, kém xa vị trước mắt này, tuổi trẻ sung mãn, lại lấy được bồi dưỡng tốt nhất. A, à, trong mắt của Trương Huyền hơi híp. Chương 2436, ta không có thời gian 2. Cho dù thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải tên ngố hơn 20 ngày trước, bất kể thực lực hay ánh mắt, đều tăng lên không biết bao nhiêu, đang tính động thủ, liền thấy một đạo kiếm mang gào thét đến, nghênh đón tiếp lấy Trương Khiêm. Ầm ầm. Sóng khí cuồn cuộn, kiếm khí tiêu tán, cách đó không xa có thanh âm rên lên một tiếng, dường như có người bị thương. Trương Cửu Tiêu, người thật to gan, dám đối nghịch ta. Trương Khiêm gầm thét, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Cửu Tiêu lao đến, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Vừa rồi đón đỡ một chiêu của đối phương, đã bị thương. Hắn chẳng qua là nguyên thần cảnh đỉnh phong, cùng xuất khiếu đỉnh phong, chênh lệch chọn một đại cấp. Trương Khiêm, tất cả mọi người đều tới tham gia Thánh Tử Điện khảo hạch, hy vọng có thể dĩ hòa vi quý. Cố nén ngực buồn bực, Trương Cửu Tiêu ôm quyền. Trương Huyền đối với hắn ân trọng như núi, coi như biết rõ không địch lại, cũng sẽ không lùi bước. Dĩ hòa vi quý, vừa rồi có cơ hội, hiện tại không còn. Khuôn mặt Trương Khiêm dữ tợn, lông mày dương lên. Tránh ra, nếu không ta không ngại dạy bảo luôn ngươi. Vậy liền động thủ đi. Trương Cửu Tiêu tiến lên. Ngươi không phải đối thủ, vẫn là ta tới đi. Ngăn đối phương lại, Trương Huyền lắc đầu. Hắn biết ý tứ của Trương Cửu Tiêu, cũng không phải không biết tự lượng sức mình, cũng không phải cố ý lấy lòng, mà là muốn ngăn lại sự tình, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trương gia, đại lục đệ nhất gia tộc, ở Thánh Tử Điện giao thiệp cực lớn, một khi đắc tội, chắc chắn nửa bước khó đi. Ngăn sự tình lại, người cùng một gia tộc, nhiều nhất bị chút trừng phạt. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá mặc dù hảo tâm, nhưng không biết Trương Huyền căn bản không sợ Trương gia, thậm chí còn muốn tìm cơ hội giáo huấn bọn họ một trận. Được rồi, muốn động thủ thì nhanh lên một chút, ta không có thời gian, còn có sự tình phải hỏi thăm, không có rảnh nói nhãm với ngươi. Ngăn cản Trương Cửu Tiêu lại, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Ngươi, không nghĩ tới đối phương không những không e ngại mình uy hiếp, còn để hắn nhanh động thủ. Trương Khiêm gầm lên giận dữ, lần nữa bắt đến. Chân khí gào thét, lực lượng so với vừa rồi càng thêm cường đại, còn chưa tới trước mặt, liền phát ra trận trận thanh âm sấm rền, tựa hồ muốn đánh xuyên qua không khí. Thật mạnh, mặc dù Trương Khiêm không phải thiên tài mạnh nhất của Trương gia, nhưng cũng không thể khinh thường. Đúng vậy, chính diện gặp gỡ, tốt nhất tránh né, nếu không căn bản không chống lại được. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, phải xui xẻo. Coi như muốn bắt chuyện, cũng tìm lý do tốt một chút, hiện tại được rồi, đắc tội Băng Nguyên Cung cùng Trương gia, đoán chừng coi như thông qua khảo hạch, ở Thánh Tử Điện cũng không dài. Mọi người chung quanh,
tất cả đều đồng loạt nhìn qua, có khiếp sợ, có cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người cùng nhau tham gia khảo hạch, cũng chính là đối thủ cạnh tranh, thấy có người ăn khổ, vui vẻ còn không kịp, đương nhiên sẽ không tiến lên khuyên can. Cái này, không nghĩ tới huyên náo lớn như thế, Trần Nhạc Giao cũng không khỏi nhíu mày. Trước đó, nàng chẳng qua là cảm thấy đối phương nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, không nghĩ tới khẩu khí lớn như thế. Trương Khiêm, nàng rất sớm đã nghe nói qua. Năm nay 26 tuổi, tu vi đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong không nói, lý giải võ kỹ cũng hết sức kinh người, càng quan trọng hơn là, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xem như nàng muốn chiến thắng cũng khó khăn, tiểu tử này chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong, tới đối kháng. Đây không phải tìm phiền toái sao? Ầm ầm. Thời điểm mọi người khiếp sợ, trường phong của Trương Khiêm đã đi tới trước mặt, mặt đất quảng trường bị chân khí lôi kéo, vỡ vụn ra một vết rách to lớn. Là võ kỹ trung phẩm đỉnh phong liệt hồn trường. Chiêu này không chỉ có công kích vật chất, công kích linh hồn cũng rất cường đại, một khi bị đánh trúng, sẽ rơi vào hôn mê trong nháy mắt, không còn lực phản kháng. Nứt đá tổn thương hồn, chiêu này trong võ kỹ trung phẩm cực kỳ cao. Nhìn thấy uy lực chiêu này, mọi người xôn xao. Bất quá, thanh âm còn không có kết thúc, liền nghe thanh âm của Trương Huyền mang theo bất đắc dĩ vang lên. Đây là chiêu số của ngươi, cũng không tệ lắm, chỉ là, ta thật không có thời gian, không có rảnh chơi với ngươi, thực sự không tiện. Thanh âm kết thúc, chỉ thấy thanh niên tiến lên một bước, bàn tay bỗng nhiên đè ép xuống. Răng rắc, không có lực lượng kinh người, cũng không có khí tức chói mắt, nhưng chẳng biết tại sao, một trường vô cùng huy hoàng tới đụng, lập tức tán loạn. Ngay sau đó lạch cạch một tiếng, Trương Khiêm tựa như bị núi lớn đánh trúng, nằm dạp trên mặt đất như con cóc, muốn động cũng động không được, trên mặt cực kỳ khuất nhục. Cái này, một chiêu liền đánh bại Trương Khiêm. Tất cả mọi người con mắt trợn tròn, sắp điên rồi. Cái này, làm sao có thể? Môi đỏ mở ra, Trần Nhạc Giao cũng khó tin. Được rồi. Xoay người lại, Trương Huyền mỉm cười. Đã giải quyết việc riêng, cô nương. Vừa rồi hỏi ngươi vẫn chưa trả lời. Thiếu cung chủ của ác ngươi, hiện tại đến cùng như thế nào? Chương 2437, Trần Nhạc Giao thái độ 1. Ngươi, ngươi! Trần Nhạc Giao nói không ra lời. Thực lực của nàng không kém Trương Khiêm bao nhiêu, người sau bị đập nằm dạp trên đất, không thể động đậy được, đã nói rõ nàng ở trước mặt đối phương, cũng qua không được một chiêu. Thật muốn xuất thủ, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Không phải chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, may mắn vừa rồi Trương Khiêm nhảy ra, nếu không con cóc nằm trên đất kia khẳng định là mình. Thật như vậy mà nói, cái gì mỹ nữ, cái gì thân phận đều sẽ không còn tồn tại, mất mặt cũng có thể ném chết. Ngươi đến cùng là ai? Tú Quyền siết chặt, nhịn không được nhìn qua. Dựa theo đạo lý, người có loại thực lực này, không nên yên lặng vô danh, sao chưa từng nghe qua? Mấu chốt nhất là, trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này, càng tới tham gia thánh tử điện tuyển chọn, hẳn là có thân phận cùng lai lịch. Làm sao có thể cố ý tìm phiền toái? Chẳng lẽ hắn thật nhận biết thiếu cung chủ, là một trong những người theo đuổi của nàng? Tại hạ là một vị danh sư thất tinh từ Thanh Nguyên đế quốc tới, không có danh khí gì. Yên tâm đi, ta không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút mà thôi. Trương Huyền nói, tại chỗ như Thanh Nguyên đế quốc, Hồng Viễn đế quốc, danh tiếng của hắn rất lớn, nhưng ở đây, coi như nói ra cũng không có người biết. Thanh Nguyên đế quốc, Trần Nhạc Giao lắc đầu. Quả thực là địa phương nhỏ. Bát đại phong hào đế quốc này gần như yếu nhất, cách nơi này lại xa, không nghĩ tới địa phương vắng vẻ như thế, lại có thiên tài lợi hại thế kia. Ngươi, thật biết thiếu cung chủ của chúng ta. Trần chờ một chút, nhịn không được nói. Thiếu cung chủ hình như chính là ở phương hướng Thanh Nguyên đế quốc được tìm trở về, chẳng lẽ trước khi tới Băng Nguyên cung, đã nhận biết vị này? Trương Huyền gật đầu. Triệu Nhã là học sinh hắn một tay mang ra, từ Thiên Huyền Vương quốc từng bước một đi tới, quan hệ nào chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Nàng đi Băng Nguyên cung, ta có chút lo lắng, nhìn thấy cô nương mới muốn hỏi thăm một chút, thật không có ý tưởng gì khác. Trương Huyền cười cười, giải thích. Như vậy. Nói cho ngươi một chút cũng không sao. Thấy ánh mắt đối phương thành khẩn, dừng lại phút chốc, Trần Nhạc Giao mới nói. Thật ra thì sự tình của thiếu cung chủ, ta cũng biết không nhiều, chỉ biết nàng tu luyện cực kỳ khắc khổ, tiến bộ cực nhanh. Mặc dù tới Băng Nguyên cung không lâu, thực lực lại sớm vượt qua chúng ta,
đạt đến tình trạng cao thâm khó dò, còn tin tức cụ thể, ta cũng không quá rõ. Nói đến đây, nàng cũng hơi đỏ mặt. Mặc dù thiên tư của nàng không tệ, ở băng nguyên cung có chút danh tiếng, nhưng thân phận so sánh với thiếu cung chủ, còn kém quá xa. Bình thường ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có, trong hơn nửa năm, cũng chỉ xa xa gặp qua một lần, coi như để nàng nói rõ chi tiết, cũng nói không được cái gì. Thực lực vượt qua các ngươi. Trương Huyền gật đầu. Triệu Nhã là thuần âm thể, một khi mở ra, tu vi tất nhiên sẽ bạo tăng, vượt qua xuất khiếu cảnh đỉnh phong quả thực không khó. Xem ra lão sư như ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Trương Huyền cười khổ một tiếng. Thân là lão sư, nếu như lần sau gặp mặt, ngay cả tu vi của học sinh cũng không bằng, thì quá xấu hổ. Đa tạ báo cho, quấy rầy. Biết thân phận chênh lệch, đối phương không biết cũng bình thường, Trương Huyền không hỏi thêm nữa. Triệu Nhã thành thiếu cung chủ, tu vi lại vượt qua xuất khiếu cảnh, nói rõ băng nguyên cung không bạc đãi, như vậy mình liền yên lòng. Học sinh có khả năng đi càng xa, trở nên mạnh hơn, đối với hắn mà nói, cũng là một loại khẳng định. Bàn tay chào một cái, buông ra áp chế với Trương Khiêm, làm cái lễ tiết, liền xoay người trở lại địa phương trước đó. Không cần khách khí, thấy hắn trực tiếp rời khỏi, cũng không nhiều lời, thậm chí ngay cả mình cũng không có nhìn nhiều. Khuôn mặt của Trần Nhạc Dao đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Trước đó cho rằng đối phương cố ý bắt chuyện, muốn kéo quan hệ với băng nguyên cung, hiện tại xem ra căn bản không phải. Người ta quả thực là tới hỏi thăm. Biết sớm như vậy, liền không tự mình đa tình, còn liên lụy thiên tài của Trương gia. Nghĩ đến nơi này, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Trương Khiêm mất đi áp chế, giãy giụa đứng dậy, khắp khuôn mặt là phát cuồng cùng dữ tợn. Đáng ghét. Hàm răng cắn chặt. Vị thiên tài Trương gia này cực kỳ không cam lòng. Vốn muốn ở trước mặt mỹ nữ biểu hiện một chút, thuận tiện lôi kéo quan hệ, kết quả bị một chiêu đánh nằm dạp trên mặt đất, mất mặt xấu hổ, buồn bực sắp muốn điên rồi. Bất quá một chiêu qua đi, cũng biết thực lực của đối phương, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại, mặc dù tức giận, lại không dám tiếp tục tiến lên, tự rước lấy nhục. Ngươi không sao chứ? Tức đến khó chịu, chỉ thấy Trần Nhạc Dao ở một bên quan tâm nhìn qua. Ta không có việc gì. Trương Khiêm hơi đỏ mặt, muốn mở quạt xếp trong tay ra, che lại khuôn mặt, lại phát hiện cây quạt đã gãy nửa đoạn, vừa rồi đối đầu, dù kết thúc rất nhanh, nhưng uy lực cực lớn, cây quạt bình thường căn bản không chịu nổi, đã nổ đến biến hình. Không có việc gì liền tốt, ngày hôm nay làm phiền Trương sư thay ta ra mặt, có điều, vị bằng hữu vừa rồi kia hẳn là không có ác ý, mong đừng nhớ ở trong lòng. Trần Nhạc Dao cười cười. Chương 2438, Trần Nhạc Dao thái độ 2. Đối phương là ra mặt thay nàng, mới chật vật như thế, dù không có giúp được gì, nhưng vẫn rất cảm kích. Còn vị kia, là nàng hiểu lầm đối phương, mới sinh ra cục diện như thế này, trong lòng cũng rất xấu hổ. Không có ác ý, miệt thị Trương gia chúng ta, liền tội không thể tha. Nghe được Trần Nhạc Dao thay đối phương nói chuyện, Trương Khiêm càng thêm tức giận. Tiên tử không cần nhiều lời. Chuyện này đã không liên quan gì đến ngươi, hắn sỉ nhục Trương gia ta, càng ra tay với ta, đã không đội trời chung, không giáo huấn một lần, về sau ta ở Thánh Tử Điện còn có uy nghiêm gì. Thân là con cháu Trương gia, mới đến, còn không có thông qua khảo hạch, liền bị người hành hung một trận, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất, không báo thù rửa hận, về sau còn có mặt mũi nào ở chỗ này. Cái này, Trần Nhạc Dao không biết nên trả lời như thế nào. Đối phương nói không sai. Sự tình phát triển đến bây giờ, quả thực đã không có liên quan gì tới nàng. Trương Dụ, người đi qua hỏi thăm một chút, tiểu tử này có lai lịch gì, vì sao Trương Cửu Tiêu lại giúp hắn? Mặc dù tức giận, nhưng Trương Khiêm không phải hạng người lỗ mãng, dừng lại một chút, quay đầu phân phó một tiếng. Nương theo nói, một thanh niên nhẹ gật đầu, lặng lẽ đi vào đám người. Loại thiên tài như hắn, bên cạnh đều có một ít thuộc hạ, phụ trách việc vặt bình thường, Trương Dụ chính là người như vậy. Thời gian không dài liền đi trở về, ôm quyền bẩm báo. Thiếu gia, ta đã thăm dò được tin tức, là thiên tài của Thanh Nguyên Đế Quốc tuyển ra, Hồng Viễn danh sư học viện viện trưởng, từng xông danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc thành công, thiên phú và thực lực đều cực mạnh. Rất nhiều chuyện của Trương Huyền, đều ghi lại ở danh sư đường, chỉ cần đi thăm dò, rất dễ dàng biết tin tức. Hồng Viễn danh sư học viện, không đáng giá nhắc tới. Trương Khiêm khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó lông mày nhăn lại. Bất quá, có thể xông đường thành công, thiên phú xác thực bất phàm.
Loại địa phương nhỏ như Hồng Viễn Đế Quốc, cái gọi là viện trưởng, ở trong mắt hắn không khác thôn trưởng ở nông thôn, không quan trọng gì, nhưng có thể xông đường thành công. Liền không đơn giản như vậy. Xông đường, có hạn chế cấp bậc danh sư, nói cách khác, danh sư xông đường, cấp bậc không thể vượt qua đẳng cấp cao nhất của danh sư đường địa phương, hơn nữa nhất định phải sinh trưởng ở địa phương này, không thể là tổng bộ đi xuống. Có hai điều kiện này, từ khi đại lục có chức nghiệp danh sư, vài vạn năm qua, cũng chỉ có mấy người thành công, tên này lại có thể hoàn thành, thiên phú mạnh có thể nói kinh khủng. Lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiểu tử ở nông thôn mà thôi, nếu vừa rồi thiếu gia vận dụng lực lượng huyết mạch, khẳng định không phải là đối thủ. Trương Dụ nói, thánh nhân quý tộc, cường đại nhất không phải thiên phú, mà là huyết mạch. Vận dụng huyết mạch, đánh bại hắn quả thực không khó. Nhưng mỗi vận dụng một lần, hao tổn sẽ rất lớn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục, làm không cẩn thận còn có thể chậm trễ khảo hạch. Trương Khiêm lắc đầu. Không phải hắn không muốn động, mà là không dám. Một khi sử dụng huyết mạch, tiêu hao quá lớn, coi như dạy dỗ được tên này, lại bởi vậy chậm trễ thánh tử điện khảo hạch mà nói, về đến gia tộc, cũng sẽ bị trừng phạt. Đi vào thánh tử điện, Trương gia cũng cực kỳ chú trọng. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dụ nhìn qua. Không cần khẩn trương. Trương Khiêm hừ một tiếng, híp mắt lại. Biết là ai, trước để cho hắn nhảy nhót vài ngày cũng không sao, đợi thánh tử điện khảo hạch xong, ta đi vào lớp tinh anh, còn không phải muốn giáo huấn thế nào liền giáo huấn thế đó. Cũng phải. Trương Dụ bừng tỉnh hiểu ra, không ngừng gật đầu. Tân sinh của thánh tử điện, sẽ dựa theo thành tích khảo hạch tiến hành phân phối, trong đó có lớp tinh anh, cũng có lớp phổ thông, thực lực, thiên phú khác biệt, phương thức bồi dưỡng cũng hoàn toàn không giống nhau. Lớp tinh anh, tập hợp tất cả tinh anh trong thiên tài. Có thể xem như bồi dưỡng thánh tử, nắm giữ cơ hội tiến nhập nội viện càng lớn. Mà lớp phổ thông thì hơi yếu. Mục tiêu của Trương Khiêm chỉ có một, không chỉ thông qua khảo hạch, còn muốn thuận lợi đi vào lớp tinh anh, thành tồn tại đỉnh phong nhất của tất cả học sinh. Trở thành tinh anh, quyền hạn tăng lớn, hoàn toàn có thể để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chơi chán, lại ra tay dạy bảo, cho hắn biết người Trương gia không thể đắc tội. Ánh mắt Trương Khiêm phát lạnh. Đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn qua. Đúng rồi, tiểu tử kia tên gì? Nói nửa ngày, thậm chí còn đánh một trận, đến bây giờ còn không biết đối phương tên gì. Hắn cũng họ Trương, chẳng qua không phải người gia tộc chúng ta. Gọi Trương Huyền. Trương Dụ nói. Trương Huyền, ngươi nói thanh niên vừa rồi kia gọi Trương Huyền. Trương Khiêm còn chưa lên tiếng, Trần Nhạc Giao ở một bên đột nhiên sửng sốt, vội vàng nhìn qua. Vâng, tên Trương Huyền. Một người hạ đẳng từ Thiên Huyền Vương quốc đi ra, thế mà cũng có mặt mang họ Trương. Trương Dụ cười lạnh khẽ nói, nhưng chưa nói xong, liền cảm thấy thân thể cứng đờ, lập tức bị một cỗ lực lượng băng hàn bao phủ. Ngay sau đó, liền thấy một bàn tay đánh tới. Đùng! Một tiếng vang giòn, Trương Dụ bay ra ngoài, hàm răng rơi đầy đất, không ngừng hộc máu. Nhạc Giao tiên tử, người có ý gì? Trương Khiêm tiến lên một bước, siết chặt nắm đấm. Ra tay chính là Trần Nhạc Giao, sao mới vừa đã nói tốt, thời gian nháy mắt liền trở mặt. Không có gì, Trương Khiêm, quản tốt người của ngươi, còn có chính ngươi, nếu như về sau lại để ta phát hiện bất kính với Trương Huyền Trương Sư. Cẩn thận băng nguyên cung ta triệt để trở mặt với gia tộc của ngươi. Chắp hai tay sau lưng, Trần Nhạc Giao nhíu mày, thanh âm không cho phản bác. Chương 2439, Triệu Hưng Mặc sụp đổ 1. Trở mặt với ta. Trương Khiêm sửng sốt, cực kỳ khó tin. Tốn sức vất vả, là muốn để đối phương vui lòng, lôi kéo quan hệ với băng nguyên cung, sao không những không có tiến thêm một bước, ngược lại nói ra những lời này. Vừa rồi không phải ngươi tức giận muốn động thủ sao? Sao nháy mắt liền bảo vệ đối phương? Không sai, Trương Khiêm, mới vừa rồi động thủ, chỉ là cảnh cáo ngươi, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Trần Nhạc Giao khoát tay áo. Ngươi, ta muốn biết vì cái gì? Trương Khiêm tức sắp nổ tung, nhịn không được nói. Thực sự không nghĩ ra, vì cái gì nữ nhân trước mắt này trở mặt nhanh như vậy, không phải tới chu kỳ hàng tháng chứ. Ngươi không cần biết vì cái gì, chỉ cần ghi nhớ, dám tìm Trương Sư phiền phức, là đối nghịch với Trần Nhạc Giao ta. Toàn thân nữ hài mang theo khí thức thanh lãnh, tựa hồ chỉ cần đối phương thực có can đảm vi phạm, liền sẽ ra tay, không lưu tình chút nào. Ngươi, siết chặt nắm đấm, tức giận đến thân thể run rẩy. Trương Khiêm muốn nổi giận, lại không dám.
không nói trước thực lực của đối phương không hề kém hắn, chỉ nói thế lực của băng nguyên cung, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Chúng ta đi. Hất lên ống tay áo, đỡ Trương Dụ dậy, Trương Khiêm xoay người đi đến một bên. Vất vả chạy tới vuốt mông ngựa, bị người đánh đấm một trận không nói, đối phương còn không cảm kích. Càng nghĩ càng thấy buồn bực, cả người muốn nổ tung. Trương Huyền, đều là Trương Huyền này. Không để ngươi sống không bằng chết, ta liền không họ Trương. Hàm răng cắn chặt, một bồn lửa giận, tất cả đều chuyển rời đến trên người gia hỏa vừa rồi để hắn mất hết mặt mũi kia. Nếu không phải người này, hắn làm sao lại bị sỉ nhục? Lại làm sao có thể không có giữ gìn mối quan hệ, còn biến thành bộ dáng này? Đi đến nơi xa, quay đầu nhìn Trần Nhạc Giao, chỉ thấy nàng nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp, không biết nghĩ cái gì. Đáng ghét. Nhìn thấy cảnh này, càng giận không chỗ phát tiết, đồng thời cũng không hiểu. Trần Nhạc Giao này thoạt nhìn rất bình thường, đối với những người khác cũng không nể mặt mũi, sao đột nhiên lại có loại thái độ này? Bị ma quỷ ám ảnh sao? Nhạc Giao sư tỷ, Trương Khiêm này bất kể thân thế hay thiên phú đều không tệ lắm, vì sao đột nhiên gây xích mích? Một nữ tử của băng nguyên cung đi tới bên cạnh Trần Nhạc Giao hỏi. Vừa rồi Trương Huyền ra tay, nàng cũng không theo tới, cũng không nghe mọi người đối thoại, giờ phút này nhìn thấy Nhạc Giao sư tỷ động thủ, mới tràn đầy khó hiểu. Trương Khiêm này, bất kể thân thế hay tướng mạo đều là nhất đẳng, lại nho nhã lễ độ, vì sao lại động thủ? Ngươi có biết vừa rồi người tới hỏi thăm thiếu cung chủ kia là ai không? Trần Nhạc Giao nói. Không biết. Nữ tử lắc đầu. Là Trương Huyền Trương Sư. Trần Nhạc Giao gật đầu. Trương Huyền, Trương, Sư tỷ nói chẳng lẽ là, vị ân nhân giải quyết tai họa ngầm của chúng ta kia. Thân thể nữ tử cứng đờ. Không sai, là hắn. Nếu đoán không sai, cũng là lão sư của thiếu cung chủ. Trần Nhạc Giao gật đầu. Cái này sao có thể? Con mắt nữ tử trợn tròn, cực kỳ khó tin. Âm quyết cùng dương quyết của băng nguyên cung các nàng, đều có tai họa ngầm, người tu luyện cơ bản đều sẽ chết yểu, tuổi thọ không lâu. Dù đạt đến thánh vực, cũng không cao hơn 300 tuổi, cùng tu luyện giả khác 1.000 năm, chênh lệch cực lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù băng nguyên cung có rất nhiều nữ tử, lại tươi đẹp như hoa, nhưng ở thời điểm rực rỡ nhất đều tàn lụi, mang theo thêm mỹ. Vốn cho rằng các nàng cũng sẽ đi con đường cũ này, nằm mơ cũng không nghĩ tới. 8 tháng trước, Liễu Huyên trưởng lão mang theo một thiếu nữ trở về, bởi vì là thuần âm thể, trực tiếp trở thành thiếu cung chủ, không chỉ như vậy, còn truyền thụ một bộ pháp quyết sau khi sửa chữa. Bộ pháp quyết này, có thể nhẹ nhõm bù đắp tai họa ngầm của âm quyết, dương quyết, để tuổi thọ của tu luyện giả khôi phục lại trình độ như người bình thường. Mặc dù lai lịch của công pháp bị phía trên ngăn chặn tin tức, nhưng thân là thiên tài hạch tâm nhất của băng nguyên cung, vẫn là biết một chút. Chính là lão sư của thiếu cung chủ, một vị danh sư gọi Trương Huyền sáng tạo. Vốn cho rằng vị ân nhân này là lão giả, ít nhất cũng là danh sư bát tinh trở lên, nằm mơ cũng không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, tuổi tác tương đương các nàng. Sửa chữa công pháp, giải quyết tai họa ngầm của chúng ta, hắn chính là phụ mẫu tái sinh của chúng ta. Rõ ràng điểm ấy, nữ tử kích động đến vẻ mặt đỏ lên. Đúng vậy, ân nhân như vậy, vừa rồi ta lại ý định động thủ, thật sự là tội không thể tha. Không bằng, chúng ta đi qua bái kiến một chút đi. Trần Nhạc Giao cười khổ nói. Tốt, nữ tử gật đầu, vội vàng gọi mấy đồng bạn còn lại, giải thích một chút, mấy người đều tràn đầy khiếp sợ, đồng thời đi tới chỗ Trương Huyền. Sao ngươi lỗ mãng như thế? Triệu Hưng mặc giận không chỗ phát tiết, nhìn về phía Trương Huyền, nhịn không được trách mắng. Đối phương là thiên tài Trương gia, một tay đánh nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được, mất hết mặt mũi. Tương đương triệt để đắc tội Trương gia, về sau ở Thánh Tử Điện, còn làm sao lăn lộn. Ta chỉ muốn hỏi một số chuyện, là Trương Khiêm kia ra tay trước. Trương Huyền xem thường. Dù Trương gia mạnh mẽ, nhưng nơi đây là danh sư đại lục, là Thánh Tử Điện, làm chuyện gì cũng phải nhìn quy tắc. Chương 2440, Triệu Hưng mặc sụp đổ 2. Chỉ cần ở trong phạm vi quy củ, thật đúng là không có gì đáng sợ. Thật muốn ép, cùng lắm thì giống như sông đường, sông Trương gia một lần. Ngươi vừa tới, không biết thế lực của Trương gia ở Thánh Tử Điện, nên mới xem thường, chờ triệt để biết, sẽ không suy nghĩ như thế. Thấy hắn không thèm quan tâm, Triệu Hưng mặc lắc đầu nói. Ta nói cho ngươi đi, mặc dù Thánh Tử Điện là học phủ siêu thoát thánh nhân quý tộc,
nhưng Trương gia thân là đệ nhất gia tộc, hàng năm lấy được danh ngạch, cùng người có thể qua khảo hạch thực sự quá nhiều. Toàn bộ học phủ, mỗi một niên cấp, đều có người của bọn hắn, hơn nữa hầu như đều chiếm vị trí trọng yếu nhất, hoặc nắm giữ thực lực đỉnh phong nhất. Đắc tội một cái, chẳng khác nào đắc tội một mảng lớn, bất kể làm chuyện gì, cũng nửa bước khó đi. Không sợ quan, chỉ sợ quản, Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi, đắc tội một chút tiểu nhân vật, có đôi khi so với đại nhân vật càng thêm phiền phức. Coi như bọn họ nhiều người, cũng không thể làm loạn a. Trương Huyền cau mày. Coi như không dám làm loạn, dựa theo quy củ làm việc, cũng đủ nhức đầu, không nói cái khác, nhiều người như vậy, mỗi một cái đều tới khiêu chiến, ngươi còn có thời gian tu luyện sao? Triệu Hưng Mặc nói. Cái này. Trương Huyền trầm mặc. Quả thực như vậy. Thánh Tử Điện không phản đối học sinh tranh đấu, đối phương người đông thế mạnh, mỗi ngày đều tới mấy cái khiêu chiến, coi như thực lực đối phương không đủ, không phải đối thủ, mình cũng phiền muộn không thôi a hát. Hơn nữa, mới vừa rồi còn không chỉ đắc tội Trương gia, ngay cả Băng Nguyên Cung cũng đắc tội. Băng Nguyên Cung, dù ở Thánh Tử Điện không thể so sánh Trương gia, nhưng cũng là thế lực nhất đẳng, càng quan trọng hơn là. Đều là nữ tử, lực hiệu triệu cực mạnh, không nói Nhất Hồ Bách Ứng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần các nàng công khai tuyên bố giáo huấn ai, thậm chí không cần tự mình ra tay, liền sẽ có vô số thiên tài xông lại, tìm ngươi phiền phức. Triệu Hưng Mặc nói tiếp. Chỉ là nữ tử thì thôi, mấu chốt nhất là đều rất đẹp, lại thêm thân phận cường đại, bởi vậy mỗi một người Băng Nguyên Cung, đều có thể dẫn ra vô số người điên cuồng. Cho nên ở Thánh Tử Điện, hầu như không ai dám đắc tội một cái, chẳng khác nào đắc tội không biết bao nhiêu cường giả. Tên này ngược lại tốt, dặn dò nhiều lần, thế mà còn chạy qua tìm người ta, cuối cùng huyên náo không vui vẻ. Ngươi không thể an an ổn ổn đợi ở chỗ này, an ổn khảo hạch, không gây chuyện sao? Khiêm tốn. Ngươi như vậy cũng khiêm tốn. Cái này con mẹ nó cũng gọi khiêm tốn, thì không có người cao điệu rồi. Thực sự không được, ngươi đi tìm người Băng Nguyên Cung xin lỗi, miễn trừ tai họa, nếu không, hai thế lực lớn liên hợp, cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chém a. Suy nghĩ một chút, Triệu Hưng Mặc nói. Mặc dù hắn chỉ phụ trách tiếp đón, nhưng một đường ở chung, sớm đã có tình cảm, không hy vọng vị thiên tài này mới đi đến Thánh Tử Điện, bởi vì lỗ mãng mà bị người vây công. Cái này, Trương Huyền gãi đầu, đang không biết trả lời như thế nào, chỉ thấy Trương Cửu Tiêu biến sắc, khẩn trương nói. Người Băng Nguyên Cung đến. Ừm, Triệu Hưng Mặc, Trương Huyền đều nhìn lại, lập tức nhìn thấy Trần Nhạc Giao cùng mấy nữ tử Băng Nguyên Cung chậm rãi đi tới. Các nàng cùng một chỗ tới, khẳng định là cùng Trương Khiêm có một loại hiệp định nào đó, tới Hưng Sư vấn tội. Triệu Hưng Mặc cau mày. Vừa rồi Trần Nhạc Giao giáo huấn Trương Dụ, hắn cũng không nhìn thấy, giờ phút này người Băng Nguyên Cung đồng loạt tới, không phải tìm phiền toái thì làm gì. Như vậy đi, các nàng tới, ngươi trước xin lỗi, cùng lắm thì đền ít đồ. Chỉ cần có thể miễn trừ phiền phức liền tốt. Trần chờ một chút, Triệu Hưng Mặc vội vàng truyền âm. Xin lỗi. Trương Huyền rầu rĩ. Nói thế nào? Xin lỗi cũng không phải không thể được, nhưng rõ ràng không sai, thực sự nói không nên lời a hát. Nói thế nào? Không nghĩ tới gặp được gia hỏa chỉ số thông minh thấp như vậy, Triệu Hưng Mặc bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi, ngươi một chữ không kém thuật lại là được. Ừm, các nàng đi tới, ngươi nói như vậy, Nhạc Giao tiên tử. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ở đây thành khẩn xin lỗi ngươi, mong có thể được tha thứ. Tốt, biết đối phương là vì tốt cho hắn, Trương Huyền ghi nhớ, chỉ thấy mấy vị nữ tử của Băng Nguyên Cung đã đi tới trước mặt. Nhạc Giao, hắng giọng một cái, đang muốn thuật lại một lần, Trương Huyền chỉ thấy nữ hài trước mắt cúi đầu. Trương Sư, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ở đây thành khẩn xin lỗi ngươi, mong có thể được tha thứ. A, Trương Huyền sững sờ. Khụ khụ. Triệu Hưng Mặc cũng mở to hai mắt nhìn, thân thể nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Không phải tới tìm phiền toái ư, xin lỗi gì chứ, mấu chốt nhất là, cùng hắn nói một chữ không kém. Đây là đặc sản của Băng Nguyên Cung chúng ta, Hàn Băng Linh Dịch. Đối với xuất khiếu cảnh có công hiệu cực mạnh, nếu như Trương Sư không chê, xin hãy nhận lấy, coi như đền bù vừa rồi ta lỗ mãng. Khiếp sợ còn không có kết thúc. Cổ tay của Trần Nhạc Giao khẽ đảo, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Hàn Băng Linh Dịch, cái này, là vật chân quý nhất của Băng Nguyên Cung, một bình giá trị ít nhất 1000 tinh nguyên thượng phẩm. Con mắt Triệu Hưng Mặc trợn tròn,
nuốt ngụm nước bọt. Hàn băng linh dịch, ở băng nguyên cung cũng rất khan hiếm, cơ bản không có người bán ra. Trần Nhạc Giao trực tiếp lấy ra đưa người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là tức giận, tới Hưng sư vấn tội ư? Làm sao cẩn thận như vậy, không chỉ xin lỗi, còn đưa đồ. Hắn thực sự không nghĩ ra, có chút choáng váng. Chương 2441, Trương Huyền quyết định 1. Hàn băng linh dịch. Trương Huyền cũng không nghĩ tới, đối phương nói xin lỗi còn muốn đưa đồ, sửng sốt một chút, nhìn lại bình ngọc. Cái bình không lớn, để lộ ra khí tức băng hàn, tựa như lúc nào cũng sẽ đông cứng người, đồng thời tản mát ra linh khí hùng hậu, so với tinh nguyên thượng phẩm còn muốn nồng đậm hơn. Mặc dù chưa nghe nói qua thứ này, nhưng chỉ nhìn một cái, liền biết cực kỳ chân quý, mượn nhờ linh khí trong đó, xung kích nửa bước xuất khiếu, thậm chí xuất khiếu cảnh cũng có khả năng. Vâng, mong Trương sư nhận lấy. Trần Nhạc Giao vội nói. Tu luyện công pháp đối phương sửa chữa, tương đương với có tình nghĩa bán sư, lại thêm đối phương là lão sư của thiếu cung chủ. Trước đó, nếu không phải nàng cảm giác đối phương bắt chuyện là tán gái, ý định động thủ, sẽ không dẫn tới Trương Khiêm, gây ra nhiều phiền toái như vậy. Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận bù đắp, không thể sinh ra vết rách. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, mới vừa rồi Triệu Hưng Mặc nói nghiêm trọng như vậy, nào là xin lỗi, đền bù. Sao vị nữ tử băng nguyên cung này dễ nói chuyện như vậy? Nếu như Trương sư không thu, chúng ta sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Thấy hắn chần chừ, Trần Nhạc Giao tưởng đối phương còn tức giận, vội vàng nói. Cái này, tốt a, từ chối thì bất kính, ta liền không khách khí. Nhìn thái độ của đối phương, thật không cầm, làm không cẩn thận sẽ mâu thuẫn, Trương Huyền có chút bất đắc dĩ, đành phải đưa tay nhận lấy, thu vào nhẫn. Đa tạ Trương sư thứ lỗi. Ánh mắt sáng lên, Trần Nhạc Giao thở phào nhẹ nhõm. Thu quà tặng, liền đại biểu không còn tức giận, hóa giải can qua. Khách khí. Trương Huyền ôm quyền, có chút kỳ quái. Vừa rồi ta cũng có chỗ vô lễ, sao các ngươi lại đi qua xin lỗi? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó còn nổi giận đùng đùng muốn động thủ, lúc này mới bao lâu, liền chạy tới đưa đồ. Biến hóa cũng không khỏi quá nhanh đi. Cái này. Trần Nhạc Giao cùng mấy nữ tử khác nhìn nhau, mặt mũi cười khổ. Là bởi vì, đang muốn giải thích, liền nghe thanh âm lộn xộn bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó nhìn thấy vài bóng người thẳng tắp từ đằng xa bay tới, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức kinh người. Là ba lão giả, nhìn không ra thực lực đến cùng cao bao nhiêu, nhưng cho người ta một loại uy hiếp cường đại, như chỉ dùng ánh mắt, liền có thể xé nát người. Còn đáng sợ hơn Lạc Thừa Tân. Lông mày Trương Huyền dương lên, siết chặt nắm đấm. Ba người trên không kia, còn đáng sợ hơn Lạc Thừa Tân lúc trước gặp phải. Lạc Thừa Tân, là cường giả thánh vực thất trọng. Chẳng lẽ ba vị này đã đạt đến bát trọng? Thật muốn như vậy, loại thực lực này, coi như ở toàn bộ đại lục cũng là đỉnh phong nhất. Đây là ba vị trưởng lão của Thánh Tử Điện, phụ trách hạch này lần khảo. Triệu Hưng Mặc truyền âm tới. Trưởng lão? Trương Huyền kinh ngạc. Không hổ là Thánh Tử Điện, thực lực của trưởng lão cũng kinh khủng tới cực điểm. Yên tĩnh. Một vị lão giả phía trước nhất nhìn quanh một vòng, thanh âm vang lên. Lần này Thánh Tử Điện khảo hạch, do ba người chúng ta phụ trách. Lão Phu, danh sư bát tinh Lưu Hạo Vũ, các ngươi có thể xưng ta Hạo Vũ trưởng lão. Bên trái là Hàn Trúc trưởng lão, bên phải là Lâm Thanh trưởng lão. Thanh âm không lớn, lại vang lên bên tai mỗi người, coi như che lỗ tai, đóng lại thính giác, cũng có khả năng vang lên ở trong óc, không cách nào cự tuyệt. Là ma âm, hơn nữa đạt đến cấp bậc cực cao. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Thân là ma âm sư, có khả năng nghe ra đặc thù trong lời nói của đối phương, tuyệt đối đạt đến tình trạng đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Chỉ là nói chuyện bình thường, liền có uy lực như thế, một khi vận dụng lực lượng nguyên thần, đám người trên quảng trường, chỉ sợ không có một có khả năng may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị mê hoặc. Không hổ là danh sư bát tinh thánh vực bát trọng, tùy tiện liền có thể bộc phát ra thực lực vượt qua tưởng tượng. Khảo hạch nhập môn, chắc hẳn chư vị tiếp dẫn sứ giả đã nói với các ngươi rồi, sông sơn môn. Hạo Vũ trưởng lão nhẹ gật đầu, năm ngón tay mở ra, đưa tay về phía trước, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong ánh sáng lấp lánh, nhìn không ra cụ thể có cái gì. Cái này, chẳng lẽ là truyền tống trận có thể truyền tống sinh mệnh? Trương Huyền sửng sốt. Trong truyền thuyết,
Trận pháp đạt tới cấp 8 thậm chí cao hơn, không chỉ có thể truyền tống hình ảnh, văn tự, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng có thể nhẹ nhõm truyền tống. Cánh cửa trước mắt này, mang theo không gian ba động mãnh liệt, dường như chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tới một thế giới khác, hẳn chính là loại trận pháp đặc biệt này. Là truyền tống trận. Triệu Hưng Mặc nhẹ gật đầu, truyền âm tới. Khảo hạch sông Sơn Môn, không có ở trong học viện, mà là một không gian gấp riêng biệt, cần dựa vào truyền tống trận mới có thể đi vào. Không gian gấp. Trương Huyền gật đầu. Nghe giới thiệu về sông Sơn Môn, so với đấu trong lòng còn khó hơn nhiều, trước đó liền nghi ngờ, địa điểm bố trí ở nơi nào, mới có thể để cho trên vạn người cùng một chỗ khảo hạch, hơn nữa độ khó khác biệt. Chương 2442, Trương Huyền quyết định 2. Nguyên lai ở đây. Hắn có một cái không gian gấp, còn luyện hóa Ngô Khâu cung của Ngô Khâu cổ thánh lưu lại, bởi vậy hết sức quen thuộc. Khảo hạch sông Sơn Môn, độ khó sẽ căn cứ năng lực cá nhân tiến hành điều chỉnh, mỗi người trải qua đều không giống nhau, bởi vậy không có cách nào tham khảo, chỉ có thể dùng hết toàn lực, phát huy ra năng lực mạnh nhất của mình. Cúi đầu nhìn đám người một cái, Hạo Vũ trưởng lão nói tiếp. Còn kết quả, các ngươi yên tâm, Thánh Tử Điện sẽ có khảo hạch ngọc bia, sẽ căn cứ thực lực của các ngươi, cùng tình huống khảo hạch, tiến hành cho điểm công bằng, điểm càng cao, khả năng thông qua khảo hạch càng lớn. Lần này, tuyển nhận 500 người, không có gì bất ngờ xảy ra, 500 người đứng đầu đều có thể thông qua, ở phía sau bị loại. Chỉ thu 500 người. Nơi này chừng hơn vạn A, 500 người, 1 phần 20. Độ khó thật lớn. Vẻ mặt mọi người ửng hồng, từng cái siết chặt nắm đấm. Trương Huyền cũng nhíu mày. Có thể được tuyển ra, tới chỗ này, cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ, 20 chọn 1. Độ khó bao lớn, có thể nói kinh khủng. Khó trách Triệu Hưng Mặc nói, trong bọn họ, vô cùng có khả năng một cái cũng không đậu, tỷ lệ lớn như thế. Quả thực rất khó thành công. Xem như hắn cũng không có tự tin tuyệt đối. Bất quá cũng nói rõ, Thánh Tử Điện đáng sợ. Đã là loại thiên tài này, còn phải tiến hành tuyển chọn tàn khốc như vậy, có khả năng lưu lại, sẽ mạnh bao nhiêu? Triệu sư, khảo hạch ngọc bia là cái gì? Một danh sư không hiểu hỏi. Sông Sơn Môn khảo hạch, mỗi người đều có khảo hạch khác biệt, thật giống như bây giờ ngươi là nguyên thần cảnh hậu kỳ, gặp thánh thú nguyên thần cảnh đỉnh phong, đánh bại nó, lấy được thành tích đương nhiên cao hơn đánh bại thánh thú cùng cấp. Những thành tích này sẽ chuyển đổi thành số, thống kê trên khảo hạch ngọc bia. Tích lũy cùng một chỗ, tổng số càng cao, thành tích đương nhiên sẽ càng tốt. Triệu Hưng Mặc nói. Nha! Đám người bừng tỉnh hiểu ra. Vậy trong khảo hạch, trừ đánh bại thánh thú, còn có chuyện gì có thể tính toán thành tích? Lại một danh sư hỏi. Đã có thể chuyển đổi thành tích thành số, đương nhiên có tiêu chuẩn nghiêm khắc, vượt cấp đánh bại thánh thú, lấy được điểm số nhiều, nhưng cũng không thể đâu đâu cũng có thánh thú a. Khẳng định còn có khảo hạch khác thu hoạch điểm tích lũy. Trong khảo hạch, đánh bại thánh thú, xông trận, trước thời hạn dự báo nguy hiểm, giảng giải, chỉ cần biểu hiện tốt, đều có thể lấy được điểm tích lũy. Thậm chí một chút chức nghiệp đặc thù, thi triển ra hiệu quả đặc biệt, cũng có thể được điểm tích lũy. Tỷ như, Khải Linh, Kinh Hồng, Thư Họa, chỉ cần vượt ra những người khác, đều có thể trở thành trọng điểm, được Thánh Tử Điện thu nạp. Triệu Hưng Mặc giải thích. Nói cách khác, chỉ cần trên người ngươi có đồ vật vượt qua người thường, hơn nữa biểu hiện ra, đều sẽ bị ghi chép lại, tiến hành thống kê, cuối cùng chuyển đổi thành điểm tích lũy, giúp ngươi trổ hết tài năng. Đám người siết chặt nắm đấm. Đối phương nói, nghe đơn giản, công bằng, nhưng trên thực tế lại cực kỳ khó khăn. Cùng một hai người tỉ thí, có lẽ ngươi có địa phương khác người, nhưng so với trên vạn người, đặc sắc liền không rõ ràng. Thư Họa mạnh, chung quy có người Thư Họa còn lợi hại hơn ngươi. Khải Linh mạnh, cũng có người càng khủng bố hơn. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, muốn nghiền ép tất cả mọi người, trở thành tồn tại đỉnh phong nhất, độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Mục đích của Thánh Tử Điện, là vì mở rộng trí tuệ con người, làm cho nhân loại đi càng xa, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, người có năng lực quản lý, thống lĩnh, cũng có thể được điểm. Thấy mọi người gặp áp lực, Triệu Hưng Mặc cười cười. Mọi người không cần khẩn trương, giống như ta nói trước đó. Chỉ cần chư vị hoàn mỹ thể hiện mình, phát huy mình, liền có thể phóng ra quang mang, để Thánh Tử Điện chú ý. Vâng. Mọi người gật đầu, đều đang tự hỏi điểm mạnh của mình là cái gì. Trương Huyền cũng nâng cằm trầm tư, suy tư phút chốc, nhịn không được lắc đầu. Hắn hình như không có điểm mạnh gì a.
giảng bài, phá trận, kinh hồng, thư họa, cũng không tính yếu, nhưng tuyệt đối không tính mạnh nhất. Thí dụ như thư họa của hắn, dù đạt đến thư họa sư thất tinh, nhưng thiên tài của thư họa sư công hội cũng tới, tất nhiên có người vượt xa hắn. Luyện đan, luyện khí, cũng như vậy. Trong danh sư, hắn phụ tu tính toán lợi hại, nhưng so với người ta chân chính chuyên ngành, vẫn kém không ít. Muốn nói ta mạnh nhất cái gì? Hẳn là trang bức A. Híp mắt lại, âm thầm gật đầu. Chức nghiệp phụ tu của hắn cơ bản đều không khác mấy, không có cái nào nổi bật. Thật muốn nói tương đối lợi hại, cái kia chính là ngụy trang cao nhân, ngụy trang Dương Huyền, ngay cả Lạc Thừa Tân cũng không có phát hiện, nhiều lần như vậy, chưa hề lỡ tay qua. Đủ thấy trình độ, chỉ là ngụy trang cao nhân, hẳn là sẽ không được điểm A. Vẻ mặt u oán, đây là thánh tử điện khảo hạch, người chạy tới trang cao nhân, trang như bức, hẳn là sẽ không được điểm A. Xem ra năng lực mạnh nhất của mình, là không có cách nào thi triển. Được rồi, thực sự không được, liền tùy tiện thi triển các năng lực không đột xuất, cùng lắm thì làm nhiều chút, luôn có thể đạt được điểm số không thấp A. Âm thầm gật đầu, trong lòng Trương Huyền có ý nghĩ. Thánh tử điện, hắn là nhất định phải vào, dính dáng Lạc Nhược Hy, tuyệt sẽ không lui về phía sau. Cùng lắm thì thi triển vài năng lực không xuất chúng, chỉ cần làm nhiều, hẳn có thể đạt được điểm số, thuận lợi thông qua khảo hạch. Chương 2443, năm vị trí đầu 1. Khảo hạch sông Sơn Môn, chỉ có thể biểu hiện ra thiên phú cùng năng lực của mình, không cho phép sử dụng vũ khí, hoặc mượn dùng phù văn pháp bảo, một khi có người gian lận, thành tích hết hiệu lực. Mặt khác, không cho phép tự giết lẫn nhau, kẻ vô cớ giết người, bất kể thành tích cao bao nhiêu, đều trực tiếp hủy bỏ tư cách. Thanh âm của Hạo Vũ trưởng lão vang lên lần nữa. Vâng. Trên quảng trường, đám người đồng thời gật đầu. Khảo hạch, quý ở cạnh tranh công bằng, dựa vào pháp bảo, coi như hoàn thành, cũng sẽ không tính toán thành tích. Nếu không, người người đều mang pháp bảo khảo hạch, thánh tử điện cũng không phải nơi tập trung thiên tài, mà là nơi bảo vật tụ tập. Chư vị lưu lại ấn ký linh hồn trên cánh cửa này, khảo hạch ngọc bia sẽ tự động cho thấy tên cùng lai lịch của các ngươi. Thuận tiện cho chúng ta tiến hành khảo hạch cùng sàng chọn. Hạo Vũ trưởng lão nói tiếp. Mọi người gật đầu, mỗi người thi triển bí pháp, lưu lại ấn ký linh hồn. Lên đường đi, sông Sơn Môn, trong vòng 3 ngày, chúc các ngươi may mắn. Hạo Vũ trưởng lão vung tay lên. Vâng. Đám người nhiệt huyết sôi trào, từng cái tuôn ra khí tức, đồng loạt đi đến cửa. Nếu là truyền tống trận, chúng ta chưa hẳn có thể chung một chỗ, có thể thông qua hay không. Chỉ có thể dựa vào mình. Thấy người đi vào càng tới càng nhiều, sắp đến bên mình, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Trương Cửu Tiêu. Trương sư yên tâm, ta sẽ cố gắng lớn nhất. Trương Cửu Tiêu gật đầu. Đổi lại trước kia, có thể thông qua hay không, thật không có nửa phần nắm chắc, mà bây giờ, hắn có tự tin không nhỏ. Trong khoảng thời gian này đi theo Trương Huyền học tập, không chỉ thực lực tiến bộ cực nhanh, lý giải với chiến đấu cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọng yếu nhất là lĩnh ngộ nửa bước kiếm đạo chân giải, cùng cấp bậc có thể nói vô địch, xung kích 500 người đứng đầu, đã có hy vọng rất lớn. Hành sự cẩn thận. Thấy hắn có tự tin, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trương sư, gặp lại ở trong thánh tử điện. Giao phó Trương Cửu Tiêu xong, chỉ thấy đám người Trần Nhạc Giao ôm quyền. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Đám người Băng Nguyên cung đi đến cửa. Ở các nàng xem ra, vị trước mắt này, có thể tùy tiện đánh bại Trương Khiêm. Thông qua khảo hạch tất nhiên không khó, chỉ nhìn phát huy ra sao, có thể đi vào lớp tinh anh hay không. Đi thôi. Lại đợi một hồi, nương theo Triệu Hưng Mặc la lên một tiếng, hơn 30 người của 8 đại đế quốc đồng loạt đi vào, Trương Huyền theo sát ở phía sau, giống như tiếp xúc cái gì đó, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không gian nồng đậm bọc hắn lại, thân ảnh chợt lóe, biến mất khỏi tại chỗ. Thấy hắn rời khỏi, Trương Khiêm híp mắt lại, hàm răng cắn chặt. Lớp tinh anh. Ta nhất định sẽ đi vào. Nói xong theo sát ở phía sau đi vào. Thời gian không dài, hơn vạn thiên tài khảo hạch ở trên quảng trường đã đi vào toàn bộ, chỉ còn lại có các tiếp dẫn sứ giả. Đi thành thích điện đi. Triệu Hưng Mặc theo sát các tiếp dẫn sứ giả khác, nhanh chóng bay về phía thánh tử điện, rất nhanh thì tới một cung điện to lớn. Trong phòng, một ngọc bia màu nâu xanh đứng sừng sững ở trung tâm, tản mát ra khí tức tuyên cổ xa xăm. Vừa nhìn liền rõ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Mặt ngoài ngọc bia lấp lánh ra ánh sáng ôn nhuận, chiếu rọi bốn phương, đám người đứng ở trước mặt, đồng loạt nhìn lên,
hy vọng có thể từ đó tìm ra tên đối tượng mà mình tiếp đón. Thời gian còn sớm, mọi người không cần phải gấp. Thấy bộ dáng của bọn họ, Hạo Vũ trưởng lão cười cười. Khảo hạch có 3 ngày, hiện tại đến nhìn ngọc bia, quả thực có chút sớm, chân chính quyết ra thứ tự, nhanh nhất cũng phải ở sau 2 ngày. Đám người gật đầu, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, đang muốn nghỉ ngơi một hồi, chỉ thấy cột đá lóe lên ánh sáng, mấy cái tên hiện ra. Đã có người có thành tích, nhanh như vậy. Con người co rụt lại, đồng loạt nhìn lên. Phùng Tử Giật, 127. Trương Hủ, 121. Tưởng Thuyết Tồn, 116. Viên Hải Thanh, 109. Bạch Thanh Huyền, 103. Hơn 100 điểm, lúc này mới bắt đầu bao lâu, đã cao như vậy. Thấy rõ ràng tên cùng điểm số, mọi người xôn xao. Mới bắt đầu không lâu, liền hơn 100 điểm, có thể nói kinh khủng. Mấu chốt nhất là, một hai cái cao như vậy ngược lại cũng thôi, liên tục 5 cái, đều hơn 100, đã chấn kinh đám người nói không ra lời. Đánh bại một thánh thú vượt qua tu vi bản thân một tiểu cấp, được 1 điểm, vượt qua 2 tiểu bậc 5 điểm, 3 cấp 25. Hơn 100 điểm, đây là đã làm gì? Ít hầu phát khô, Triệu Hưng mặc cực kỳ khó tin. Dựa theo tình huống trước kia, bia đá bắt đầu biểu hiện, tối đa tầm 10 điểm, sau đó từ từ tăng thêm, vừa xuất hiện liền hơn 100 điểm, hơn nữa còn một lần xuất hiện 5 cái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị Phùng Tử Giật thành tích cao nhất kia tới từ đâu? Nhìn không được nữa, nhìn về phía một danh sư ở bên cạnh. Hắn là người của tổng bộ danh sư đường. Nghe nói là thân truyền của một vị trưởng lão nào đó, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt đến lĩnh vực cảnh trung kỳ, có thể nói tài năng xuất chúng trong đám người. Danh sư kia biết rất kỹ càng, giải thích nói. Thân truyền của trưởng lão. Chương 2444, năm vị trí đầu 2. Triệu Hưng mặc hô hấp dồn dập. Có thể ở tổng bộ danh sư đường trở thành trưởng lão, cấp bậc ít nhất đều đạt đến cửu tinh, học sinh của người như thế, khó trách cường đại như vậy. Đúng vậy, tên thứ hai Trương Hủ, là siêu cấp thiên tài của thánh nhân Trương gia phái tới, độ tinh khiết của huyết mạch đạt đến địa cấp. Địa cấp, cái này, đã thuộc về huyết mạch nhất lưu. Triệu Hưng mặc kinh ngạc. Huyết mạch hạch tâm của thánh nhân quý tộc, căn cứ cường độ khác biệt, chia làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là huyết mạch nhị đẳng, huyết mạch nhất đẳng, huyết mạch địa cấp, cùng huyết mạch thiên cấp cao nhất. Hạch tâm bình thường đều là huyết mạch nhị đẳng, hơi lợi hại một chút là nhất đẳng, có thể đạt tới địa cấp. Gần như là dòng chính trong dòng chính, kém cỏi nhất cũng là hậu nhân của trưởng lão. Đúng vậy, từ khi Thánh Tử Điện thành lập đến nay, Trương gia hết thảy tới 37 vị huyết mạch địa cấp, một vị kém nhất, cuối cùng cũng đạt đến thánh vực bát trọng đỉnh phong. Trương Hủ này nắm giữ huyết mạch như vậy, đã định trước sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Danh sư Hắc Y nói, thánh vực bát trọng đỉnh phong. Triệu Hưng mặc nuốt ngụm nước bọt, nói không ra lời. Loại thực lực này tuyệt đối đứng ở đỉnh phong nhất của toàn bộ đại lục, dậm chân một cái, thế lực như Tiềm Xung đế quốc cũng sẽ trực tiếp trầm luân, không có chút năng lực phản kháng nào. Đúng rồi, vừa rồi ta gặp được Trương gia, có người gọi Trương Khiêm, là huyết mạch gì? Nhớ tới một việc, nhịn không được nói. Trương Khiêm chỉ là huyết mạch nhị đẳng bình thường, ở trong 30 người đến đây khảo hạch của Trương gia, bài danh đếm ngược, không đáng giá nhắc tới. Danh sư Hắc Y cười cười. Không đáng giá nhắc tới. Thân thể nhoáng một cái, mặt Triệu Hưng mặc đen như than. Trương Khiêm là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, ở trong 30 người Trương gia bài danh đếm ngược. Hàng trước nhất sẽ mạnh bao nhiêu? Quá kinh khủng a. Những năm qua, dù Trương gia cũng nhất chi độc tú, thế nhưng không có thanh tú đến tình trạng như thế a hát. Tưởng Tuyết Tồn, là thánh nhân tưởng ra sao? Ngăn chặn rung động trong lòng, nhịn không được tiếp tục hỏi. Thánh nhân quý tộc, có 3 gia tộc đỉnh phong nhất, Trương gia, Tưởng gia, cùng Lạc gia. Người này họ Tưởng, thành tích tốt như vậy, vẻn vẹn xếp ở sau Trương Hủ, chỉ sợ trừ siêu nhiên gia tộc kia, thì không có thiên tài như thế. Thánh nhân Tưởng gia, am hiểu công kích linh hồn, vị Tưởng Tuyết Tồn này, ta từng gặp mặt một lần, trời sinh hồn lực mạnh mẽ, thực lực chân chính không hề kém Phùng Tử Giật. Vẻ mặt danh sư Hắc Y nghiêm túc, nói tiếp. Viên Hải Thanh. Là tài tuấn của thánh nhân Viên gia. Viên gia ở trong thánh nhân quý tộc, chỉ hơi kém Trương, Tưởng, Lạc, không xếp hạng tới trước 3, nhưng ta nghe nói, bọn họ ở nửa năm trước tìm được truyền nhân nắm giữ huyết mạch thiên cấp, về sau lần nữa xung kích trước 3, cũng không phải là không thể được.
Huyết mạch thiên cấp. Triệu Hưng Mặc khiếp sợ. Huyết mạch thiên cấp, xem như huyết thống đỉnh phong nhất trong thánh nhân quý tộc, có thể nắm giữ loại huyết mạch này, chỉ cần không vẫn lạc, không có chỗ nào mà không trở thành tồn tại tên tuổi lẫy lừng trên đại lục. Thật giống như Trương gia gia chủ, Lạc gia chủ hiện tại, đều đạt đến loại cấp bậc này. Đúng vậy, Viên gia phục hưng đã là tất nhiên, những ngày gần đây, không ít thế lực lớn, đại gia tộc đều ném qua cành ô liu, cố ý kết giao. Danh sư Hắc Y gật đầu. Mấy vị này đều mạnh như vậy, Bạch Thanh Huyền này lại là lai lịch gì? Tiêu hóa tin tức nghe được, Triệu Hưng Mặc tiếp tục hỏi. Trước bốn cái, mỗi một cái đều lai lịch cực lớn, địa vị bất phàm, vị thứ năm có thể sánh vai, hẳn là cũng không đơn giản. Bạch Thanh Huyền là người của Liệt Diễm Cung. Danh sư Hắc Y nói. Liệt Diễm Cung, thế lực siêu nhất lưu như Băng Nguyên Cung. Băng Nguyên Cung, mặc dù nắm giữ âm dương trì, có tu luyện giả tu luyện dương quyết cùng âm quyết, nhưng chủ yếu nhất vẫn là âm quyết, từ cung chủ đến trưởng lão, hầu như thuần một sắc nữ tử, tu luyện tất cả đều là thuộc tính băng hàn. Liệt Diễm Cung vừa khéo trái lại, hầu như đều là nam tử, tu luyện đều là công pháp thuộc tính dương như Liệt Diễm Quyết. Hai đại thánh địa, nghe nói là do một vị tổ sư sáng lập, về sau bởi vì pháp quyết tu luyện hoàn toàn trái ngược, chia ra thành hai thế lực lớn. Mười mấy năm trước, hai thế lực lớn muốn thông gia, thay đổi cục diện phân tách, vốn cho rằng chuyện tốt gần tới, ai biết Băng Nguyên Cung cung chủ lâm trận đào hôn, không biết tung tích. Cuối cùng hai thế lực lớn lần nữa làm căng, tan rã trong không vui. Phải. Danh sư Hắc Y gật đầu. Danh khí của Liệt Diễm Cung không quá tốt, cũng rất ít xây dựng phân bộ, nhưng mà thực lực tổng thể không thể khinh thường, nếu không năm đó Băng Nguyên Cung cũng sẽ không tới thông gia. Đúng vậy à. Triệu Hưng Mặc gật đầu. Cái gọi là thông gia, nhất định phải môn đăng hộ đối, hai thế lực chênh lệch quá lớn, khẳng định không có khả năng tiến tới cùng nhau. Không nói cái khác, tu vi, giá trị quan khác biệt, sẽ rất khó kết hợp. Ông. Hai người đang nói chuyện, bia đá trước mắt lần nữa lay động, dường như báo đi tín hiệu gì đó. Top 500 đã xuất hiện. Không biết ai hô một câu. Triệu Hưng Mặc vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy bia đá từ trên xuống dưới, có 500 họ tên cực kỳ rõ ràng. Độ cao của bia đá, vừa vặn có khả năng dung nạp 500 người, cho nên Thánh Tử Điện chỉ tuyển 500 người, không có bất kỳ thiên vị gì. Mau nhìn xem có thiên tài mình tiếp đón hay không. Danh sư Hắc Y cười nói. Triệu Hưng Mặc gật đầu, từ trên nhìn xuống dưới, rất nhanh mày nhăn lại. Nhiều người như vậy, sao không có cái nào? Dựa theo tình huống bình thường, năng lực của Trương Huyền, hẳn có thể đi vào top 500, làm sao còn? Chưa thấy. Triệu Hưng Mặc cực kỳ lo lắng. Chẳng lẽ, người ta tiếp đón, một cái cũng không thể thông qua khảo hạch. Chương 2445, mài thật luôn một. Trước mắt lay động kịch liệt. Trương Huyền biết truyền tống trận dính dáng tới không gian, đối với lĩnh ngộ diễn không thiên thư sẽ có trợ giúp rất lớn, vừa tiến vào trong đó, Minh Lý Chi Nhãn lập tức chuyển động, muốn nhìn phương thức vận chuyển cụ thể. Bốn phía không ngừng lóe lên quang mang bảy sắc, giống như phi hành trên không trung, từng hoa văn lít nha lít nhít xuất hiện ở trước mắt, giống như một hình vẽ tuyệt mỹ. Có chút tương tự hoa văn của phong thánh giải. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Minh Lý Chi Nhãn chiếu rọi truyền tống trận. Hoa văn lại có chút tương tự phong thánh giải, tựa như từng cái từ 1 đến 9 đường cong, chặt chẽ dung hợp lại với nhau, tạo thành không gian dài, rộng, cao tương đương. Hô! Trương Huyền lảo đảo, ánh sáng trước mắt biến mất, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đã xuất hiện ở trong một sơn cốc không lớn. Bốn phía rừng cây rậm rạp, khe nước tràn xuống, đánh lên trên nham thạch, tựa như nhạc cụ tấu vang. Nhìn chung quanh một vòng, hai bên đều là cây cối xanh biếc. Giống như trước đó tiến vào kiếm chỉ đảo, chỉ bất quá nơi này thoạt nhìn, giống như là một hẻm núi. Trước tìm thánh thú, đánh bại càng nhiều, điểm tích lũy càng cao. Biết thời gian không đợi người, không có quá nhiều chần chừ, Trương Huyền dọc theo hẻm núi bay lên trên. Các quy củ khác biết không nhiều, nhưng đánh bại thánh thú, khẳng định có thể đạt được, đã như vậy, chỉ mượn thực lực, đánh nhiều vài con là được. Lúc trước thời điểm khảo hạch Hồng Viễn danh sư học viện, liền trải qua tình huống tương tự, thuần phục mấy trăm con linh thú, từ đó điểm số vượt xa những người khác. Thuần thú, đối phó thánh thú, coi như thực lực mạnh hơn hắn, chân chính so sánh cũng khẳng định không bằng, tuyệt đối là lợi khí soạt điểm lớn. Nhanh chóng phi hành, đủ loại thực vật lướt qua ở trước mắt. Không hổ là địa phương linh khí đầy đủ, chủng loại thực vật phong phú, xem như hắn cũng có rất nhiều loại gọi không ra tên.
Trên đường tới, trừ tu luyện, thì một mực ở trong thức hải đọc sách, trước đó thu thập thư tịch, đến bây giờ gần như đều nhìn một lần. Nói đến kiến thức uyên bác, khả năng danh sư cửu tinh cũng không sánh nổi, lượng kiến thức này cũng có cây cối gọi không ra tên, đủ thấy chủng loại nhiều như thế nào. Không đúng. Nhìn kỹ đủ loại cây cối, phi hành một hồi, Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo phạm vi thần trí của hắn bao phủ, phi hành lâu như vậy, coi như không gặp được thánh thú lợi hại, cũng nhất định có thể gặp được sinh mệnh bình thường, hiện tại trừ cây cối thì cái gì cũng không phát hiện, khó tránh khỏi có chút khó hiểu. Sẽ không phải là bị truyền tống vào một loại trận pháp nào đó chứ. Dừng lại phi hành, trong mắt lấp lánh ra tầng tầng vầng sáng, nhìn qua bốn phía. Minh Lý Chi Nhãn nắm giữ tác dụng loại bỏ hư ảo, một lát sau, quả nhiên để hắn nhìn ra không đúng. Là huyễn trận. Trương Huyền lắc đầu, thân thể khẽ động, đi tới một chỗ, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông! Vô số cây cối sụp đổ, trước mắt vẫn là nước chảy róc rách, chẳng qua so với trước không quá tương đồng, không còn là sơn cốc, mà là một cái nhà tranh không lớn, đứng sừng sững ở trong non xanh nước biếc, tĩnh mịch bình yên, còn chưa tới trước mặt, đã làm tâm cảnh người ta tự nhiên thả lỏng. Biết vẫn ở trong khảo hạch sông Sơn Môn, Trương Huyền không dám xem thường, chậm rãi đi về phía trước. Còn chưa tới trước mặt, một thanh âm ma sát vang lên, vòng qua một góc nhà gỗ nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh khe suối không xa, không ngừng mài vật. Là một cây gậy sắt, lúc này gậy sắt bị mài không ngừng, đã bắt đầu biến nhỏ, chỗ cao nhất như là một cây châm. Sắt mài thành kim. Sửng sốt một chút, Trương Huyền cực kỳ nghi ngờ. Thánh thú đánh lén, có người vây công, bị trận pháp vây khốn. Đều không hiếm lạ, thấy có người mài sắt, để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Biết ta đang làm gì không? Đang khó hiểu, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, lão giả mài sắt như thấy được hắn, động tác không ngừng, trong giọng nói mang theo hỏi thăm. Ngươi mài kim, Trương Huyền nói. Ách, lão giả sững sờ, xoay đầu lại. Ngươi biết ta mài kim. Gậy sắt to như thế, ngoại nhân nhìn thấy sẽ chỉ cho rằng đang rèn luyện một loại vũ khí nào đó, vị này liếc mắt liền nhìn ra đang mài kim, để hắn có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi dùng gậy sắt mài kim, là muốn nói cho ta. Chỉ cần có quyết tâm, chịu bỏ thời gian, sự tình lại khó cũng có thể thành công. Bởi vậy mới có câu có công mài sắt, có ngày nên kim. Trương Huyền nói. Cái này. Lão giả nháy mắt. Khi hắn còn sống thiên phú không tính quá tốt, vẫn cảm thấy đuổi không kịp những người khác. Về sau, có một ngày hắn đi ra ngoài, nhìn thấy lão sư đang mài sắt, nói với hắn là muốn mài thành kim may. Hơn nữa nói lời như trước đó, để hắn được lợi to lớn, từ đó một đường đi về phía trước. Đi tới tình trạng hiện tại. Làm ra cử động tương đồng, là muốn cho hậu nhân được dẫn dắt, cho cổ vũ, làm sao? Kẻ trước mắt này, vừa nhìn liền nói ra mục đích, để hắn có rất nhiều lời giấu ở trong ngực nói không ra. Mài sắt thành kim. Chương 2446, mài thật luôn hai. Làm nuốt động tác, lão giả đang muốn nói chuyện, chỉ thấy thanh niên trước mắt lắc đầu, than thở một tiếng. Tuy dụng ý tốt, nhưng mà ở trong mắt của ta, lại làm công vô dụng. Vì cái gì? Lão giả nhíu mày, nhịn không được nhìn qua. Lúc trước hắn được gợi ý lớn, sao lại là công vô dụng? Rất đơn giản, không nhìn lầm mà nói, ngươi không phải người thật sự, mà là ấn ký linh hồn, mài vật này, là một khối tinh linh thiết, thứ này vô cùng cứng rắn, còn chân quý hơn kim tinh huyền thạch. Mà đá mài, chỉ là một tảng đá xanh bình thường. Cả hai chênh lệch đẳng cấp bày ở đó, như dùng bông vải tới rèn luyện gậy sắt. Ngươi cảm thấy có khả năng thành công sao? Trương Huyền nói. Minh Lý Chi Nhãn vận chuyển, hắn đã nhìn ra lão giả trước mắt không phải người thật, mà là ấn ký linh hồn. Khối sắt trong tay hắn, là một loại tinh linh thiết cực kỳ hiếm thấy, vô cùng cứng rắn, coi như luyện khí sư bát tinh cũng rất khó hòa tan, dùng tảng đá bình thường mài. Quả thực là nói đùa. Coi như thời gian không phụ người hữu tâm, kiên trì mài xuống, có thể có thu hoạch. Nhưng ngươi thân là ấn ký linh hồn. Bản thân có khả năng duy trì bao lâu? Ta nhớ được không sai, ấn ký linh hồn, ở ngoại giới là có thời gian tồn tại không dài. Trương Huyền nói tiếp. Ấn ký linh hồn, hắn gặp qua rất nhiều lần, một mực không kích hoạt, ngủ say có khả năng tồn tại thời gian dài chút, một khi tỉnh lại, cơ bản sống không được bao lâu. Tỷ như Khâu Ngô cổ thánh, trước đó gặp kiếm lão nhân. Khi còn sống mạnh như vậy, lưu lại ấn ký cũng không có tồn tại bao lâu liền tiêu tán. Cái này, thấy hắn phân tích có lý có cứ,
Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, thả chày sắt trong tay ra, trong mắt mang theo khen ngợi. Người rất thông minh, nhãn lực cũng không tệ, nhanh như vậy liền nhìn ra rồi. Sở dĩ ở đây mài sắt, không riêng gì muốn khích lệ hậu nhân, càng nhiều hơn chính là một loại khảo hạch. Đối phương vừa tới liền nhìn ra mục đích, hơn nữa nhìn ra hắn thân là ấn ký linh hồn, nói rõ nhãn lực không tệ, cũng rất thông minh. Nhìn ra những thứ này rất đơn giản. Trương Huyền lắc đầu. Coi như kiếp trước hắn không phải cái bác học gì, nhưng chuyện mài sắt thành kim vẫn nghe qua, đối phương dùng sự tích này giáo dục, đối với những khác người mà nói, có thể sẽ rất được dẫn dắt, rất khiếp sợ, nhưng với hắn mà nói, sớm đã nghe nhiều nên thuộc, không có chút gợn sóng nào. Thật ra thì, nếu như người thật muốn mài tinh linh thiết thành kim mà nói, cũng không phải không có cách nào, đá xanh bình thường khẳng định là không được, cần huyền kim thạch, phối hợp huyền mộc dịch. Trương Huyền mỉm cười, nói. Ồ, người nói huyền kim thạch phối hợp huyền mộc dịch, có thể mài tinh linh thiết thành kim. Lão giả sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Không sai. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất đơn giản, huyền mộc dịch có tác dụng ăn mòn, phối hợp huyền kim thạch, lại dung hợp vài dược liệu, có thể tùy tiện ăn mòn bộ phận cứng rắn trên tinh linh thiết, chỉ cần tính toán tốt chất lượng, độ lớn nhỏ của gậy sắt trong tay ngươi, phân phối đầy đủ dược dịch, vài phút liền có thể ăn mòn thành kim may. Căn bản không cần mài. Vài phút. Vừa vặn ta có mấy loại dược liệu này, có thể cho ngươi thử một chút. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, lấy ra một đống dược liệu, vận ngón tay như gió. Cướp đi chữ vật giới chỉ của Kỷ Linh Phong, dược liệu, bảo vật bên trong còn nhiều hơn trước đó hắn siêu tập, dù những thứ này chân quý, nhưng còn có thể gom góp. Rất nhanh, tất cả dược dịch xung hợp lại cùng nhau, tạo thành chất lỏng đặc thù. Lấy ra một khối huyền kim thạch. Quét chất lỏng lên, đưa tay lấy gậy sắt tới, để vào trong đó. Xì 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 xì. Một làn sương mù trắng tinh bay lên, tinh linh thiết nhanh chóng thu nhỏ, giống như Trương Huyền nói, vài phút liền biến thành một cây kim may. Lúc này dược dịch cũng tiêu hao sạch sẽ, không sai chút nào, như trải qua tính toán chính xác. Ngón tay búng một cái, châm nhỏ bay đến lòng bàn tay, Trương Huyền tiện tay đưa cho lão giả đối diện. Giúp ngươi làm xong, về sau không cần ở đây tiếp tục mài. Thật cực khổ. Như thế không dễ dàng, còn không có hiệu quả. Khóe miệng lão giả co giật. Hắn chỉ là muốn khảo hạch đối phương, kết quả. Gia hỏa trước mắt thật sự mài chày sắt thành kim may. Có cần hố người như thế hay không? Mấu chốt nhất là, còn nói hắn ngừng lại, giống như trưởng bối động viên hậu nhân. Người có biết ta là ai không? Lại dám nói chuyện như vậy. Lắc đầu, dứt bỏ buồn bực trong lòng, lão giả nhìn lại. Vừa rồi ngươi chỉ nhìn côn sắt một cái, liền tính toán được lượng thuốc. Xem ra minh lý chi nhãn đã đạt đến cảnh giới nhập vi. Ngươi biết ta có minh lý chi nhãn? Trương Huyền sững sờ. Trải qua 4 lần thiên nhận danh sư, minh lý chi nhãn của hắn đã có thể hoàn toàn che giấu. Chỉ cần mình không nguyện ý, danh sư bát tinh thượng phẩm cũng chưa chắc có khả năng nhìn ra được. Vị lão giả trước mắt này, bởi vì là ấn ký linh hồn, nhìn không ra thực lực, lại có thể nhận ra. Khi còn sống tu vi cũng quá cao thâm đi. Chẳng lẽ, là một vị danh sư cửu tinh? Trong lòng hơi động, Trương Huyền nhìn lại, nắm đấm nhịn không được siết chặt. Hiện tại gặp qua danh sư lợi hại nhất, là Hạo Vũ trưởng lão vừa rồi dặn dò bọn họ đi vào nơi này, cái gọi là danh sư cửu tinh, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Nếu như vị này đạt tới cấp bậc đó, có lẽ thật có thể nhìn ra mình nắm giữ minh lý chi nhãn. Chương 2447, muốn làm điện chủ ư? 1. Lúc ngươi truyền tống, sử dụng minh lý chi nhãn, đưa tới trận pháp không ổn định, mới đến nơi này. Thấy hắn không hiểu, lão giả nói. Truyền tống trận của Thánh Tử Điện, có thể căn cứ người am hiểu, truyền tống đến vị trí khác biệt, tiến hành khảo hạch chuyên sâu, thanh niên trước mắt này, vừa tiến vào trận pháp liền vận chuyển minh lý chi nhãn, tự nhiên liền bị truyền tống đến nơi này. Cửa thứ nhất huyễn trận. Là khảo nghiệm trình độ vận dụng năng lực thiên phú này, sau khi loại bỏ, mới có thể gặp được hắn. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, có thể sắp đặt ra truyền tống trận lợi hại như vậy, đo lường ra người sử dụng, hơn nữa không có che lấp minh lý chi nhãn chút nào, cũng không khó hiểu. Người mới vừa nói minh lý chi nhãn của ta đạt đến cảnh giới tỉ mỉ nhập vi, chút xíu không sai. Là có ý tứ gì? Trương Huyền nhìn qua, từ khi có minh lý chi nhãn, hắn một mực vùi đầu tu luyện. Chưa hề nói qua cho những người khác, cũng không chủ động khoe khoang, nên không biết thứ này còn có cảnh giới. Minh lý chi nhãn,
là người có thiên phú, đạt tới danh sư lục tinh tự động mở ra, cực kỳ hiếm thấy, nhìn chung lịch sử của toàn bộ đại lục cũng không quá nhiều. Nhìn có khả năng phân biệt mức độ khác biệt, uy lực khác biệt, mà chia làm đẳng cấp khác nhau. Lão giả vuốt râu một cái. Tầng thứ nhất là thấy rõ thật giả, loại bỏ hư ảo, có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang trừ dùng bảo vật cố ý che lấp. Trương Huyền gật đầu. Thời điểm hắn vừa mới lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, tất cả ngụy trang ở trước mặt, quả thực không có một chút tác dụng nào. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể nhìn thấy hình dáng của Lạc Nhược Hy, vì đó kinh diễm. Tầng 2, chính là ta mới vừa nói, tỉ mỉ nhập vi, chút xíu không sai. Đạt tới loại cảnh giới này, chỉ cần tùy tiện quan sát vật phẩm, liền có thể phân tích ra trọng lượng, lớn nhỏ, chất liệu. Không sai chút nào, đối với võ công, chiêu số, cũng có thể nhìn ra thiếu sót rất nhẹ nhàng. Lão giả nói tiếp, Trương Huyền hiểu được, trong mắt cực kỳ khó hiểu. Còn có tầng 3 không? Đó là cái gì? Giờ phút này, coi như hắn không cần thiên đạo thư viện, đơn thuần sử dụng minh lý chi nhãn, quả thực cũng có thể làm được tỉ mỉ nhập vi, chút xíu không sai. Xem ra hẳn là đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ là, hắn làm sao cảm giác, thời điểm minh lý chi nhãn vừa mới xuất hiện, liền có loại năng lực này a. Tầng 3, phản pháp quy chân, có thể phá ẩn nấp, tìm kiếm bản nguyên, ngược dòng bản chất. Đạt tới loại cảnh giới này, có thể thấy được đồ vật bản chất nhất của bảo vật, võ kỹ, thậm chí một chút dấu vết biến mất cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra. Thật giống như có người chạy trốn, dù che giấu khá hơn nữa, cũng sẽ có dấu vết lưu lại. Đạt tới loại cảnh giới này, minh lý chi nhãn có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Lão giả nói. Ây! Trương Huyền chớp mắt. Mới vừa rồi còn có chút kỳ quái, hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng. Loại năng lực này, mới vừa có minh lý chi nhãn liền tồn tại, không tính là gì a? Đây là cảnh giới thứ 3 sao? Sao mình vừa mở ra liền nắm giữ? Đạt tới loại cảnh giới này, cùng cấp bậc hầu như đã không có bí mật gì có thể giấu giếm, liếc mắt qua. Đã thấy được đối phương có nói thật hay không, có cố ý giấu giếm hay không, càng có thể biết công pháp ưu khuyết, loại cảnh giới này, chỉ cần không vẫn lạc, xung kích danh sư cửu tinh sẽ không quá khó. Lão giả gật đầu. Trương Huyền không nói gì nữa. Đối phương nói không sai, sở dĩ hắn tiến bộ nhanh, thiên đạo công pháp là một nguyên nhân, minh lý chi nhãn cũng không thể bỏ qua. Không có loại năng lực này, tuyệt không có khả năng một đường đi về phía trước, đạt tới tình trạng bây giờ. Vậy có tứ trọng hay không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Ba tầng trước hắn đã đạt đến, vậy có tứ trọng hay không? Thật có mà nói, sẽ cân nhắc để minh lý chi nhãn tấn cấp cũng không tệ. Đương nhiên là có, đạt tới loại cảnh giới này, liền có thể tu luyện đồng kỹ, trong mắt hình thành từng đạo trận văn, từ đó thi triển ra lực lượng tương đương thậm chí vượt qua võ kỹ. Căn cứ lão sư ta lý giải, cảnh giới này gọi là kim cương nộ nhãn, phục hổ hàng ma, một khi luyện thành. Chỗ ánh mắt chiếu tới, bầu trời cũng có thể xé rách, uy lực vô tận, so với diễn không thiên thư của Khâu Ngô cổ thánh cũng không kém chút nào. Vẻ mặt của lão giả nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo tự hào. Có thể so với diễn không thiên thư. Trương Huyền kinh ngạc. Cái khác không biết, nhưng diễn không thiên thư là đã tu luyện qua, năm cảnh giới một cái cao hơn một cái, học được toàn bộ, tương đương với nắm giữ không gian, thậm chí có thể qua lại trong đó. Không cần truyền tống trận cũng có thể di động khoảng cách dài. Loại tuyệt học này, là tinh diệu nhất hắn gặp qua đến trước mắt, so với phong thánh giải thì cường đại hơn không biết bao nhiêu, nếu như có thể bổ sung thành thiên đạo công pháp, hoàn toàn lĩnh ngộ, coi như chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong, thánh vực lục, thất trọng cũng ngược sát dễ như trở bàn tay. Năm đó Khâu Ngô cổ thánh là nhờ vào tuyệt học này, phong ấn dị linh tộc vài vạn năm, không cách nào đi vào đại lục, nhân loại cũng lấy được bình yên. Có thể so với tuyệt kỹ này, đồng kỹ của đối phương cũng không khỏi quá cường đại đi. Đồng kỹ, không biết lão sư của tiền bối là? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Hắn nghe nói qua, thân truyền của Khổng sư, Bốc Thương cổ thánh nắm giữ minh lý chi nhãn, hơn nữa sáng chế ra đồng kỹ, nhìn qua một cái, ngàn vạn dị linh tộc biến thành cho bụi. Lão giả trước mắt này cũng nói đồng kỹ, sẽ có liên quan gì hay không? Ân sư của ta, chính là đệ tử của Khổng sư. Bốc Thương cổ thánh, một trong 10 đại hiền giả, lão sư lưu lại thánh tử điện liền rời đi, ta là điện chủ đời thứ nhất của học phủ này, quy củ sông Sơn Môn, chính là ta xác định. Thấy hắn kịp phản ứng, lão giả cười cười. Điện chủ đời thứ nhất, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Còn tưởng rằng là tàn hồn đánh xì dầu, không nghĩ tới lại là điện chủ đời thứ nhất. Ta nghe nói,
muốn trở thành thánh tử điện điện chủ, nhất định phải nắm giữ minh lý chi nhãn. Nói như vậy, tiền bối cũng có loại thiên phú này. Trương Huyền nhìn không được hỏi. Không sai, ta cũng nắm giữ minh lý chi nhãn, thời kỳ toàn thịnh, từng tu luyện tới cảnh giới thứ tư, đạt đến cảnh giới kim cương nộ nhãn, phục hổ hàng ma. Có minh lý chi nhãn mới có thể trở thành điện chủ, cũng chính là quy định của ta. Mục đích rất đơn giản, Khổng sư lưu lại tư tưởng, truyền thừa thiên hạ, ta cũng muốn lưu lại truyền thừa của lão sư, để thế nhân biết một vị cổ thánh đại công vô tư như vậy. Lão giả gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua. Chương 2448, muốn làm điện chủ ư? 2. Bởi vậy, các đời học sinh nhập môn, chỉ cần có minh lý chi nhãn, đều sẽ đi vào nơi này, tiếp nhận khảo hạch của ta. Trương Huyền giật mình. Khó trách một người cũng không có nhìn thấy, hẳn là hắn khảo hạch hoàn toàn khác biệt những người khác. Còn không biết họ tên của tiền bối. Trương Huyền hiểu được, thần thái cung kính, ôm quyền nói. Vị trước mắt này, thân phận là đồ tôn của Khổng sư, nhân vật vượt qua lịch sử chân chính, càng là điện chủ đời thứ nhất của Thánh Tử Điện, phát dương quang đại nó. Bất kể từ chỗ nào, đều đáng giá tôn kính, không thể có khinh thường mảy may. Họ tên của ta đã xa xưa, không đáng giá nhắc tới, lúc ấy thế nhân đều xưng ta là Khôi Thánh. Lão giả gật đầu. Vãn bối Trương Huyền, gặp qua Khôi Thánh. Trương Huyền ôm quyền. Đối với loại tiên hiền cổ thánh này, hắn từ trước tới nay ôm tâm sùng bái. Thật giống như đối mặt Khâu Ngô cổ thánh, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận công pháp, không có chút giấu giếm nào. Khôi Thánh ý niệm nói tiếp. Ngươi tùy tiện nhìn ra huyễn cảnh ta lưu lại. Đồng thời phá giải, nói rõ minh lý chi nhãn đã đạt đến cảnh giới thấy rõ thật giả, loại bỏ hư ảo. Lại chuẩn xác thực nhìn ra trọng lượng chày sắt, hơn nữa chế biến ra dược vật hòa tan, nói rõ đạt đến nhị cảnh. Bất quá muốn trở thành người ứng cử điện chủ, ít nhất cũng phải đạt tới tam cảnh, cảnh giới phản pháp quy chân, có thể phá ẩn nấp. Người ứng cử điện chủ. Trương Huyền nháy con mắt. Hắn chỉ là học viên tới khảo hạch, sao lại biến thành khảo hạch điện chủ? Không sai. Lịch đại điện chủ của Thánh Tử Điện, đều cần nắm giữ minh lý chi nhãn, nguyên nhân chính là như vậy, vài vạn năm qua, điện chủ chân chính xuất hiện gián đoạn nhiều lần, sau ta, toàn bộ cộng lại cũng chỉ 8 vị mà thôi, người nắm giữ loại thiên phú này, có tư cách trở thành người ứng cử. Đúng rồi, còn không có hỏi thăm, người có muốn trở thành điện chủ đời thứ 10 của Thánh Tử Điện hay không? Khôi Thánh nhìn qua. Đương nhiên. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Một khi thành điện chủ. Bất kể thân phận hay địa vị, đều đủ để xứng với Lạc Nhược Hy, lại đi cầu hôn, Lạc gia cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy là tốt rồi, có điều, điện chủ cũng không phải chỉ có minh lý chi nhãn liền có thể làm, còn cần khảo hạch nhiều phương diện như thực lực, tâm tính, ngộ tính. Chỉ có thông qua, mới có tư cách. Khôi Thánh nói. Vâng. Trương Huyền gật đầu. Trước đó hắn nghe nói qua, danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn cực kỳ thưa thớt, chỉ là không nghĩ tới ít như vậy. Từ sau đối phương, chỉ có 8 vị, mỗi thánh nhân sống 1.000 năm. Nói cách khác, phần lớn thời gian của Thánh Tử Điện đều không có điện chủ chân chính. Khó trách bản thân vừa tới liền truyền tống đến nơi này, tiếp nhận khảo nghiệm, xem ra thật vất vả phát hiện một vị danh sư có minh lý chi nhãn, đương nhiên phải bồi dưỡng thành điện chủ. Không biết khảo hạch như thế nào? Trương Huyền nhìn không được nói. Ta mới vừa nói, muốn trở thành người ứng cử điện chủ. Minh lý chi nhãn cần đạt tới tam cảnh, hiện tại liền khảo hạch ngươi, có khả năng đạt tới, mới có thể tiếp tục khảo hạch. Khôi Thánh cười cười. Minh lý chi nhãn tam cảnh, là phản pháp quy chân, có thể phá ẩn nấp, tìm kiếm bản nguyên, ngược dòng bản chất. Ta chỗ này có một đồ vật, cho ngươi xem một nén nhang thời gian, nếu như có thể nói ra bản chất không sai chút nào, coi như thông qua. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Phân biệt vật phẩm là sở trường của hắn. Từ Thiên Huyền Vương quốc đi ra đến bây giờ, còn chưa hề thất thủ qua. Rất tốt. Khôi Thánh nhẹ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, một vỏ gốm không lớn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, trong vỏ gốm này chứa đựng cái gì là được. Chứa đựng cái gì? Trương Huyền nhíu mày. Cái vỏ gốm này thoạt nhìn hết sức bình thường, toàn thân gốm sứ, không có bất kỳ đặc thù gì, nhưng phía trên có lá bùa đặc thù dán sát vào, thần thức không cách nào dò xét. Trương Huyền hít sâu một hơi, vô số hoa văn ở trong mắt xoay chuyển, Trương Huyền nhịn không được nhìn sang miệng vò. Nương theo minh lý chi nhãn vận chuyển, vò gốm trước mắt giống như sống lại, tản mát ra khí tức kinh người, như một mặt trời to lớn chiếu sáng,
để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm, chớ nói chi là trong đó cất giấu cái gì. Này làm sao nhìn? Trương Huyền nhíu mày. Ánh sáng như vậy, con mắt cũng bị làm đau nhức, căn bản nhìn không ra a hát. Thậm chí, coi như muốn tìm kiếm dấu vết để lại, tiến hành suy đoán cũng làm không được. Thiếu hụt. Trần chờ một chút, trong đầu hô khẽ. Chương 2449, Cửu U Thần Đồng 1. Hô. Trong đầu xuất hiện một quyển sách, ngón tay điểm một chút, vô số kiến thức chảy vào trong óc. Kim tự phù văn, điện chủ đời thứ nhất của Thánh Tử Điện. Khôi Thánh lưu lại, có hiệu quả phong ấn, hóa mục nát thành thần kỳ. Thiếu hụt có 7, thứ nhất chỉ có thể phong ấn vật chết, vật sống lại bởi vì ngạt thở mà chết. Thứ hai, tính phòng hộ kém, kiếm khí tiến công liền có thể loại bỏ. Ây! Nhìn một cái, Trương Huyền che chán. Hắn là muốn nhìn thiếu hụt của vỏ gốm, muốn phát hiện bên trong đến cùng có cái gì, lại xuất hiện phù văn. Không khỏi tâm tắc. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng phải. Vỏ gốm là vật chết, cần ngón tay chạm đến mới có thể hình thành thư tịch, khoảng cách xa như vậy, không cách nào tiếp xúc, phù văn đang ở trong trạng thái kích hoạt, tự nhiên liền xuất hiện khuyết điểm của nó. Minh Lý Chi Nhãn nhìn không ra là cái gì, cũng không có bất luận quy luật gì đáng nói, nhưng có thể thông qua phù văn thiếu hụt phỏng đoán một chút xíu. Trương Huyền dừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ. Minh Lý Chi Nhãn đã nhìn một vòng, bốn phía cái vỏ gốm này không biết là thời gian quá lâu, hay vì nguyên nhân khác, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, căn bản phỏng đoán không ra vật phẩm chứa đựng. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể căn cứ phù văn, suy đoán ra một chút đầu mối. Căn cứ thiếu hụt thứ nhất, phù văn này chỉ có thể phong ấn vật chết, nói rõ trong vỏ gốm, tất nhiên không phải sinh mệnh, nếu thật là sinh mệnh, nhiều năm như vậy, khẳng định đã mất nghèo. Cái thiếu hụt thứ hai, tính phòng ngự kém, kiếm khí có thể loại bỏ, nói rõ vật phẩm bên trong không tính chân quý, nếu không người người đều có thể phá giải, không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại. Cái thiếu hụt thứ ba, tinh thần không ngừng vận chuyển, cẩn thận cân nhắc, một lát sau, nhịn không được lắc đầu. Phù văn thiếu hụt, coi như biết, muốn suy diễn ra vật phẩm trong đó cũng rất khó. Dù sao, vật phẩm chứa đựng chính là vỏ gốm, cùng phong ấn không có quan hệ trực tiếp. Ta biết thiếu hụt cũng phỏng đoán không ra, Minh Lý Chi Nhãn tầng 3 khác, làm sao có thể nhìn ra được. Trương Huyền nhíu mày. Minh Lý Chi Nhãn của hắn vừa xuất hiện, liền có thể tung tích kiểm tra, có thể phá ẩn nấp, nói cách khác trực tiếp đạt đến tầng 3. Loại năng lực này cũng nhìn không ra, tầng 3 khác hẳn cũng không thể nhận ra a. Đều nhìn không ra, như vậy khảo hạch này làm sao thông qua? Thời gian đến, thế nào? Có thể phát hiện bên trong chứa cái gì không? Trương Huyền đang rầu rĩ, liền nghe Khôi Thánh cười khanh khách hỏi. Bẩm báo tiền bối, ta chỉ suy đoán ra, trong này vô cùng có khả năng chứa một loại chất lỏng, nhưng cụ thể ra sao, lại không cách nào biết được. Vốn nghĩ, lấy thực lực của hắn. Một lần khảo hạch liền có thể thông qua, không nghĩ tới trực tiếp ăn quả đắng, vẻ mặt ửng hồng, Trương Huyền có chút xấu hổ. Người suy đoán ra bên trong chứa đựng là chất lỏng, có căn cứ gì không? Khôi Thánh sững sờ nhìn lại. Những kim tự phù văn này, chỉ có thể phong ấn chất lỏng. Trương Huyền gật đầu. Người biết kim tự phù văn? Khôi Thánh kinh ngạc. Không biết, thậm chí nhìn không ra viết như thế nào, chỉ là từ lực lượng tỏa ra trong đó, tiến hành cân nhắc. Trương Huyền nói, a hát, ngươi nói không sai, trong này chứa đựng đích thật là chất lỏng. Hơn nữa, đừng nói Minh Lý Chi Nhãn tầng 3, xem như tứ trọng cũng không cách nào nhìn thấu. Khôi Thánh nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thật ra thì cái khảo hạch này không phải xem nhãn lực, mà là tâm tính cùng phẩm chất. Có thể tu luyện Minh Lý Chi Nhãn đã rất tốt, bởi vậy có đạt tới tầng 3 không, quan hệ không lớn, nhưng tâm tính cùng phẩm chất lại rất khó sửa đổi. Thánh Tử Điện, truyền thừa từ lão sư, tuân theo ý niệm của Khổng sư, ta không muốn truyền thừa cho một người tâm tính bất ổn. Vừa rồi cố ý nói, đạt tới tầng 3 mới có tư cách, trở thành người ứng cử điện chủ, sau đó lấy ra vỏ gốm để ngươi quan sát. Là muốn nhìn phản ứng của ngươi. Không nhìn ra, là không nhìn ra, nói đúng sự thật, cũng không bởi vì muốn thông qua khảo hạch, chỉ vì cái trước mắt mà phỏng đoán lung tung. Nếu thật như thế... Nói rõ tâm tính cùng nhân phẩm đều đáng giá suy nghĩ. Khôi Thánh cười cười. Bất quá, người thông qua khảo hạch, tuổi còn trẻ nhưng tâm tính như vậy, không tệ, không tệ. Vâng. Trương Huyền hơi đỏ mặt. Nguyên lai cũng là một loại khảo hạch. Không nhìn ra là không nhìn ra, không có gì không dám thừa nhận. Bất quá nói mình trầm ổn,
cũng là lời nói thật, hắn từ trước tới nay làm việc ổn trọng, khiêm tốn hữu lễ, bằng không thì cũng không có khả năng được đề cử làm viện trưởng của Hồng Viễn danh sư học viện. Chương 2450, Cửu U Thần Đồng 2. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền đối với Khôi Thánh rất có hảo cảm. Những người khác cảm thấy hắn là phá hư cuồng ma, kính sợ tránh xa, chỉ có vị trước mắt này liếc mắt liền nhìn ra phẩm chất ưu tú của hắn, thuần khiết tựa như bạch liên, không hổ là đồ tôn của Khổng sư, nhãn lực bất phàm. Ngươi thông qua được khảo hạch của ta, đây là điện chủ lệnh của Thánh Tử Điện. Ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, một lệnh bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Khôi Thánh tiện tay đưa tới. Bất quá, mặc dù là thật, lại bị phù văn phong ấn, tạm thời còn không cách nào sử dụng, cũng không có cách nào hình thành mệnh lệnh, thông cáo tất cả mọi người. Nói cách khác, cho dù nắm giữ cái này, cũng chỉ là người bình thường, tạm thời còn không chiếm được thân phận điện chủ, cũng không hưởng thụ được quyền lực cùng quyền lợi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, tiện tay nhận lấy. Cúi đầu nhìn, lệnh bài không lớn, phía trên điêu khắc đầy phù văn lít nha lít nhít, che lấp khí tức bên trong rò rỉ không ra. Ngoại nhân nhìn tới, chỉ như lệnh bài bình thường, nhưng mà bàn tay nắm, mới có thể cảm thấy lực lượng trong đó kích động mênh mông, như ẩn chứa năng lực to lớn, một khi phóng thích, thiên địa cũng sẽ biến sắc. Cái lệnh bài này chỉ sợ cấp bậc không thấp. Mặc dù không dùng thư viện kiểm tra, cũng có thể biết, nhất định không phải phàm vật, thuộc về một pháp bảo cực kỳ lợi hại, cấp bậc so với linh hư kiếm của kiếm lão nhân chỉ mạnh không yếu. Sở dĩ phong ấn, cũng không phải tận lực làm khó, ngươi hẳn phải biết, địa vị của Thánh Tử Điện ở trên đại lục, thân là điện chủ, đầu tiên thực lực cần đạt tới cảnh giới nhất định. Nếu không, làm sao phục chúng? Khôi Thánh nói tiếp. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù là danh sư đại lục, rất nhiều chuyện phải tuân thủ quy tắc, nhưng lực lượng vẫn như cũ là vương đạo vĩnh hằng. Sở dĩ Trương gia cường đại như thế, danh sư đường cũng phải kiêng kỵ ba phần, là bởi vì lực lượng mạnh, cũng không đủ lực lượng, coi như đạt được điện chủ lệnh, cũng không ai tin phục, trái lại còn có thể dẫn tới họa sát thân. Hiện tại hắn chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp trở thành điện chủ mà nói, quả thực không cách nào mệnh lệnh bất luận kẻ nào. Thậm chí, truyền đi còn có thể thành trò cười. Rõ ràng liền tốt, phá giải phong ấn, ta thiết chí ba hạn chế, thứ nhất, trở thành danh sư bát tinh, thứ hai, tu vi đạt tới thánh vực bát trọng, thứ ba, tu luyện minh lý chi nhãn tới tứ trọng, kim cương nộ nhãn, phục hổ hàng ma. Khôi Thánh nhìn qua, trong mắt mang theo mong đợi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là chỉ có 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền có loại thực lực này, thiên phú không thể nghi ngờ, dù ba điểm này rất khó, nhưng mà chỉ cần nghiêm túc khắc khổ, đối với người nắm giữ minh lý chi nhãn mà nói, trong vòng trăm năm, hẳn là có thể hoàn thành. 120 tuổi trở thành điện chủ của học viện đệ nhất thiên hạ, đứng ở đỉnh phong nhất của nhân loại, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. 100 năm. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương thiết chí ba điều kiện quả thực rất khó, bất quá. Đối với hắn mà nói, thật muốn 100 năm mới có thể hoàn thành, đoán chừng cỏ trên mộ đã đổi không biết bao nhiêu lần. Không nói tháng tư sang năm phải ngăn cản Lạc Nhược Hy gả cho gia hỏa làm cho người ta chán ghét của Trương gia kia, chỉ nói tiên thiên thai độc, trước 30 tuổi không đạt tới cửu tinh, cũng chỉ có tử vong. Nhịn không được lâu như vậy. Cuối cùng lặp lại lần nữa, trước khi thỏa mãn ba điều kiện này, ngươi không cách nào phá phong ấn trên viện trưởng lệnh, cũng không cách nào vận dụng lực lượng trong đó. Cho nên, ta hy vọng ngươi ngụy trang thành một học sinh bình thường, tiến vào bên trong, nghiêm túc học tập, cố gắng tăng lên, từng bước một đi đến đỉnh phong nhất. Như vậy mới có thể để cho học sinh khác tin phục, cũng coi là khảo nghiệm đối với ngươi. Khôi Thánh an ủi nói. Được. Trương Huyền gật đầu. Dù đạt được điện chủ lệnh, nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút, hoàn toàn có thể ngụy trang thành học sinh. Nghiêm túc học tập, sau đó từng bước một đi lên. Như vậy mới có thể chân chính biết rõ Thánh Tử Điện, về sau thực trở thành điện chủ, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, không đến mức luống cuống tay chân, cái gì cũng không biết. Ân, đây là đồng ký cửu U Thần Đồng lão sư sáng chế, chỉ có minh lý chi nhãn mới có thể tu luyện, tên như ý nghĩa, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể nhìn thấu cửu U, thiên địa cũng khó che lại con mắt. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi, ngươi sử dụng 3 ngày tiến hành học tập. Có khả năng học bao nhiêu, liền nhìn thiên phú của mình, nếu như cả đời cũng không thể lĩnh ngộ, không đạt tới tứ trọng, cũng liền cho thấy, coi như cho điện chủ lệnh, cũng không cách nào trở thành điện chủ chân chính. Nói đến đây, bàn tay của Khôi Thánh vạch một cái. Rầm. Một mảng lớn văn tự cùng trận đồ xuất hiện ở trước mắt, lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Cửu U Thần Đồng.
Trương Huyền ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng không nhịn được chấn động. Không hổ là bí pháp có thể so với diễn không thiên thư, quả nhiên thâm ảo phi phàm, để cho người ta khó có thể tin. Giống như Khôi Thánh nói, bộ pháp quyết này, lấy minh lý chi nhãn làm cơ sở mới có thể tu luyện, sử dụng bí pháp đặc thù, ở trong mắt hình thành trận văn, hoa văn càng nhiều, càng có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Bộ đồng thuật này, chia làm ba cảnh giới, thứ nhất mục sinh thần ma. Trong mắt mang theo thần ma, nhìn một cái, có thể trong nháy mắt đánh tan nội tâm của tu luyện giả, để hắn không cách nào tới chiến đấu. Con mắt rơi vào trên cảnh giới thứ nhất, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Một ít người lợi hại, kèm theo khí chất, con mắt trợn tròn, cũng có thể dọa đến người bình thường sợ chết khiếp. Nhất là đế vương, gầm thét một tiếng, ánh mắt sáng lên, người không có trải qua sinh tử rất khó tiếp nhận. Cảnh giới thứ nhất mục sinh thần ma, liền là loại năng lực này, mượn nhờ minh lý chi nhãn phát huy đến cực hạn, nhìn một cái, liền để đối thủ như rơi xuống địa ngục, như gặp thần ma, trong lòng dâng lên suy nghĩ không dám chống lại. Tâm lý sụp đổ, coi như thực lực mạnh, khẳng định cũng không cách nào vượt qua. Nhìn một cái, không đánh mà thắng. Không hổ là tuyệt kỹ do tổ sư khai phái của Thánh Tử Điện lưu lại, quả nhiên đáng sợ. Nếu như có thể luyện thành, lực chiến đấu của mình tuyệt đối còn có thể bạo tăng không chỉ một lần. Vừa cảm khái vừa tiếp tục xem, trong lòng đột nhiên động một cái, nhịn không được nhíu mày. Không đúng, bộ đồng kỹ này, có vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2450.